vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 10. Cả hoàng gia kinh động, Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên mới đi được vài bước, đối diện liền có người bước tới. Ông nội, Hoàng Ngọc Hằng hét lên. Hoàng Giang Hồng vẻ mặt âm trầm nhìn nhân viên bảo vệ, Sở Trần bây giờ ở đâu? Đưa hắn đến phòng khách, ông nội, chút chuyện nhỏ này hãy để con xử lý. Hoàng Ngọc Hằng ôn hòa nói, sáng sớm mà đã tới đạp cửa nhà họ Hoàng, ta muốn xem Sở Trần có năng lực lớn như thế nào, lại có thể không chút kiêng kỵ tới Hoàng gia làm càn. Hoàng Giang Hồng nói, Ngọc Hằng, Sở Trần nói trực tiếp tới gặp cháu cùng hắn có khúc mắc gì sao? Ông nội, cháu không phải đã nói qua cổ trên người ông liên quan tới Sở Trần sao? Hoàng Ngọc Hằng nói, hắn trước tiên hại ông nội, sau đó lại cứu, để cho ông nội coi hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Cháu hôm qua đã để người đem tin tức chuyển cáo Sở Trần, để Sở Trần đến Hoàng gia, chịu đòn nhận tội. Lửa giận trong mắt Hoàng Giang Hồng càng thêm nồng đậm, trong đời ông ta chưa bao giờ bị trêu chọc như thế này. Vì việc này, đích tôn trưởng tử của nhà họ Hoàng cũng phải xin lỗi trước cả thành phố. Sở Trần hiện tại cũng không phải là thái độ thỉnh tội. Hoàng Ngọc Hằng khóe miệng cong lên lạnh lùng, hắn có lẽ cho rằng lần trước xông qua Hoàng gia một lần, còn tưởng rằng hắc diệu đường của Hoàng gia cũng chỉ như vậy đi. Ta đã điều năm tổ võ đường hắc diệu đường tới rồi. Hoàng Giang Hồng nói, ta không tin rằng nắm đấm của Sở Trần vẫn có thể vượt qua toàn bộ hắc diệu đường Hoàng gia. Tiếng bước chân gấp rút chạy tới. Ông nội, nghe nói Sở Trần lại tới rồi. Hoàng Ngọc Trân giọng điệu gấp gáp, con người có chút kinh hãi, Sở Trần đã để lại bóng đen trên người hắn không nhỏ. Hoàng Dương nói, cha, tiểu tử Sở Trần kia, vì cái gì mà sáng sớm đã tới Hoàng gia Dương Oai? Con nhìn Sở Trần nghĩ Hoàng gia là hậu hoa viên của hắn đi. Hoàng Lân đi tới với vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nói, nếu hôm nay chúng ta không hạ bệ hắn, tôn nghiêm của nhà họ Hoàng ở Thiền Thành sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Hoàng Giang Hồng không nói nhiều, bước về phía trước. Sở Trần một chân đá văng cửa lớn Hoàng gia, giống như một tiếng sét đánh xuống trong Hoàng gia. Sở Trần đi hết một quãng đường về phía trước. Hoàng gia có nhân viên bảo vệ, nhưng bọn họ không dám manh động, bọn họ biết rằng với thực lực của mình, xông lên cũng là tự chuốc lấy đau đớn. Sở Thiếu, đột nhiên, một giọng nói vang lên. Sở Trần dừng lại, nhìn sang. Đó là anh Im Hoàng Ngọc Hải và Hoàng Tú Tú. Sở Thiếu, tôi không biết cậu và Ngọc Hằng có ân oán như thế nào, nhưng tốt hơn là cậu nên đi. Hoàng Ngọc Hải nhắc nhở. Sở Trần sững sờ, nhắc mới nhớ. Mối hận thù ban đầu của hắn với nhà họ Hoàng chính là với thiếu gia này của nhà họ Hoàng, Hoàng Ngọc Hải. Nhưng bây giờ, Hoàng Ngọc Hải vậy mà chủ động tới, dùng lời lẽ tốt đẹp để khuyên bảo. Nhìn Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần hiểu ra, khẽ cười, tôi hiểu rồi, lần sau có cơ hội gặp đạo tôn của Hắc Hồn Sơn, ta sẽ nói với hắn rằng ta đã cùng thiếu gia Ngọc Hải đã hóa giải hiềm khích trong quá khứ. Vẻ mặt của Hoàng Vũ Hải hưng phấn một hồi, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý nhìn Sở Trần. Sở Trần trong nháy mắt nhìn thấy hắn đối với việc này rất coi trọng, mới khuyên mình rời khỏi Hoàng gia càng sớm càng tốt. Nhưng mà, Sở Trần không những không để tâm, ngược lại rất cảm kích. Hoàng Ngọc Hải hít một hơi thật sâu, bước tới, đi tới trước mặt Sở Trần, nói nhỏ, anh đi đi, Ngọc Hằng và vị hôn thê của hắn đều là đệ tử của Thanh Dương Phái. Hơn nữa ông nội tôi cũng đã huy động năm tổ của võ đường Hắc Diệu Đường, bọn họ sẽ sớm tới đây. Thanh Dương Phái, Sở Trần cười. Cũng đã lâu rồi không gặp đệ tử Thanh Dương Phái, Ngọc Hải thiếu gia, hôm nay, anh nên tránh đi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đây là nguyên tắc của Sở Trần. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Ngọc Hải tỏ ra ân cần và thiện ý với Sở Trần. Cho dù là vì đạo tôn của Hắc Hồn Sơn, với sự nhắc nhở của Hoàng Ngọc Hải, Sở Trần sẽ không còn quan tâm đến những ân oán trước đây của cả hai nữa. Hơn nữa, tất cả những ân oán, đối đầu, mất mát trước đây, thiệt hại đều thuộc về Hoàng Ngọc Hải. Sở Trần tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Ngọc Hải sững sờ. Né tránh, hắn đã nói rõ lai lịch và thân thế của Hoàng Ngọc Hằng. So sánh với Hoàng gia, hào quang lớn nhất của Hoàng Ngọc Hằng chính là một đệ tử của Thanh Dương Phái. Thanh Dương Phái chính là đại phái cổ võ chính thống, thanh danh hiển hách, lịch sử kéo dài, cường giả xuất hiện lớp lớp. So sánh dưới đó, những người bình thường đến từ kỳ môn, trong mắt thế lực cổ võ chính thống, chẳng qua chỉ là bàng môn tà đạo, không lọt vào pháp nhãn. Mà trong kỳ môn, cực ít người dám khiêu khích đại phái cổ võ chính thống. Hoàng Ngọc Hải biết Sở Trần có thân phận là đệ tử kỳ môn, hắn mới đặc biệt nhắc nhở, vậy mà, sau khi nghe nói Hoàng Ngọc Hằng cùng vị hôn thê đều là đệ tử Thanh Dương Phái,
Sở Trần vậy mà không có nửa điểm do dự, tiếp tục đi lên phía trước, hắn không có chút nào thèm quan tâm thân phận đệ tử Thanh Dương phái sao. Hoàng Ngọc Hải muốn nói lại thỏi. Hoàng Tú Tú đi đến bên cạnh Hoàng Ngọc Hải, nhìn Sở Trần đang bước đi, Hoàng Tú Tú nói ca, mặc dù không biết Sở Trần và Ngọc Hằng có ân oán như thế nào, nhưng từ tình hình hiện tại, Hoàng gia và Sở Trần vĩnh viễn không thể làm bạn. Hoàng Ngọc Hải nghĩ đến những lời cuối cùng mà Sở Trần nói. Bảo hắn hãy tránh đi. Câu này đủ để giải thích cho quyết tâm của Sở Trần ngày hôm nay. Vân là cùng qua xem một chút đi. Hoàng Ngọc Hằng nhẹ nhàng thở dài nói, dù cuối cùng hai bên không chết không thôi, thì chỉ bằng thái độ của ta cũng không thể thay đổi. Hoàng Tú Tú nhìn thoáng qua thời gian, nhéo một cái lông mày, trầm giọng nói, hiện tại mới hơn 9 giờ, Sở Trần sáng sớm đã đằng đằng sát khí tới đây như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là, tên ngốc này làm việc cùng người khác quá không giống nhau đi. Cứ như vậy đơn thương độc mã, mạnh mẽ xông tới, thật có thể giải quyết vấn đề sao? Từ nhỏ Hoàng Tú Tú đều tự hào là con cháu của Hoàng gia, vì thân phận là con cháu Hoàng gia, không ai dám trêu chọc cô. Hoàng gia là xứng danh với đệ nhất hào môn thiền thành. Sau đó Sở Trần xuất hiện, liên tục xông vào Hoàng gia hai lần, khiến Hoàng Tú Tú cảm thấy mình sắp gặp phải ảo giác. Hoàng gia không phải là một con hổ giấy. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hải rất phức tạp. Đồng thời anh ta bước nhanh hơn, đi theo mà lên. Ngay trước phòng lớn của Hoàng gia, rất nhiều nhân viên bảo vệ đã tập trung bao vây Sở Trần và Tống Thu. Rốt cuộc, xung quanh có tới 40 hay 50 nhân viên bảo vệ, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Tống Thu ngầm nắm chặt tay, đám đông dạt sang một bên, người Hoàng gia đi tới. Hoàng Giang Hồng sắc mặt nghiêm nghị, ông ta đi về phía trước, nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Tôi thật sự không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy, mà lại còn phương thức như vậy. Ánh mắt Sở Trần không hề tránh lui, hắn nhìn Hoàng Giang Hồng, tôi cũng không có nghĩ đến, có điều, cũng chỉ có thể nói, Hoàng lão gia cái mạng này, không có tôn quý như trong tưởng tượng của tôi thôi. Đôi mắt Hoàng Giang Hồng lạnh lùng nheo lại, ngươi cho rằng mình thực sự có thể lấy mạng ông già này sao? Phía sau Hoàng Giang Hồng, năm nhóm thành viên của Hắc Diệu Đường đã sẵn sàng. Sở Trần than ôi, chế nhạo, lần đầu tiên trong đời, ta thực hối hận vì đã cứu người. Thật bội phục ra mặt của ngươi, lại còn có mặt mũi nói ra cứu người. Hoàng Ngọc Hằng cuối cùng nhìn không được mở miệng, hắn vẫn đứng bên cạnh Hoàng Giang Hồng, vị trí bắt mắt nhất, Sở Trần rõ ràng là hướng hắn mà đến, nhưng mà, Sở Trần từ đầu đến cuối, lại coi nhẹ hắn. Hoàng Ngọc Hằng luôn không thích cảm giác không tồn tại này. Ánh mắt Sở Trần cuối cùng cũng nhìn qua, Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng chế nhạo, ngươi cho rằng thủ đoạn mà ngươi dùng khi liên thủ với lão giả của Tinh La Tiểu Điếm thật sự có thể lừa được người sao? Đồng tử của Hoàng Giang Hồng nhẹ co lại, nội tâm hắn tin tưởng Mạc Nhàn. Trong số đó có hai tổ ác diệu đường bước ra, một trái một phải, ánh mắt họ khóa chặt vào Sở Trần. Đến hay lắm, Tống Thơ kích động, mắt đầy chiến ý. Tiểu Thu, lùi sang một bên. Sở Trần nói, cứ đứng nhìn đi. Các thành viên của Hắc Diệu Đường, thực lực cá nhân tổng thể đều vượt trội so với các nhân viên bảo vệ của Hoàng gia, nhưng cơ sở để Sở Trần khẳng định rằng Tống Thu không thể đối phó với bọn họ là Tống Thu không hiểu trận pháp kỳ môn của bọn họ. Tống Thu có chút không cam tâm, nhưng lời nói của anh rể như là thánh chỉ, hắn không thể không nghe. Sở Trần ngẩng đầu nhìn hai tổ của ác diệu đường, nhẹ nhàng lắc đầu, tất cả cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Sở Trần đứng tại chỗ, dưới chân còn rất nhiều bảo vệ đau đến không đứng dậy được. Đây là chiến tích của hắn. Giờ phút này, Sở Trần giống như một chiến thần, ngạo nghễ hiên ngang mà đứng, ánh mắt hừng hực, khinh thường nhìn Hắc Diệu Đường của Hoàng gia. Năm tổ cùng tiến lên, cuồng vọng đến cực điểm vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng lập tức chìm xuống, như ngươi mong muốn. Ông ta sống 80 năm, chưa từng thấy người nào dám tự phụ như vậy trong nhà họ Hoàng. Hoàng Giang Hồng đã quyết định rằng hôm nay ông nhất định phải dạy cho Sở Trần một bài học vô cùng sâu sắc. Đây sẽ là điều mà Sở Trần phải hối hận nhất trong cuộc đời. Năm tổ của Hắc Diệu Đường có 50 thành viên, mỗi người đều mặc đồng phục màu đen bó sát, đem Sở Trần vây quanh, giống như một đám mây đen trực tiếp áp chế Sở Trần. Trận pháp của Hắc Diệu Đường, một tổ 10 người, mỗi một tổ được kết hợp, khi kết hợp với nhau sẽ càng phát ra uy lực mạnh mẽ. Hoàng Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Sở Trần, ta từng làm qua thí nghiệm tại Hắc Diệu Đường, bên trong Hắc Diệu Đường. Người có thực lực mạnh nhất đơn phương tác chiến, cũng chỉ có thể đánh bại hai tổ thành viên Hắc Diệu Đường liên thủ, nếu là ba tổ, chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở thế bất bại,
Sở Trần một hơi muốn khiêu chiến 5 tổ thành viên Hắc Diệu Đường, đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Hoàng Ngọc Hằng nhìn Sở Trần với vẻ mặt bình tĩnh, 5 tổ Hắc Diệu Đường này hẳn là có thể khảo nghiệm ra lai lịch của Sở Trần. Diệp Yên nhẹ giọng nói, Hoàng Ngọc Hằng gật đầu, khỏe miệng nhếch lên lạnh lùng, phu cổ nhất phái, am hiểu nhất là công kích bằng độc vật rắn rết, Sở Trần nhất định sẽ lộ nguyên hình. Hoàng Ngọc Hải bên cạnh cách Hoàng Ngọc Hằng không xa, nghe thấy câu nói này, nhíu mày một cái. Phu cổ nhất phái, đó chân chính là tà môn ngoại đạo, nghiên cứu chính là hại người. Hoàng Ngọc Hải tin chắc rằng Sở Trần không phải là loại người như vậy. Vẻ mặt của Tống Thu chờ nên có chút ngưng trọng, ngay từ khi 5 tổ thành viên của Hắc Diệu Đường vây quanh, Tống Thu đã cảm nhận được sức mạnh của những người này. Tuy nhiên, anh rể lại muốn một mình chống chọi với sự tấn công của bằng này người. Lấy một chọi 50, còn là Hắc Diệu Đường Hoàng gia, nếu chuyện này được truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ không ai dám tin. Tống Thu nắm chặt tay, ánh mắt tuyệt đối tin tưởng Sở Trần, anh rể nhất định có thể đánh gục bọn họ. Cùng lúc đó, phòng khách lớn của biệt thự Tống gia. Tôi đã hỏi qua Tường Tẩu, sáng sớm Sở Trần đã đi ra ngoài. Tô Nguyệt lo lắng, sau đó, Tiểu Thu tìm Nhan Nhan, sau đó hai đứa bọn nó cũng đã đi ra ngoài rồi. Nhưng bây giờ, cả ba người bọn chúng đều không liên lạc được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thiên Dương cau mày, lộ vẻ lo lắng, tôi sợ bọn chúng, Tống Trường Thanh hít sâu một hơi, ta luôn tin rằng Sở Trần sẽ làm mọi việc đều có tính toán. Tống Thiên Dương liếc nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, phần còn 20 phút, mới tới 10 giờ, hiện tại không liên lạc được với Sở Trần, vậy chúng ta có nên làm như những gì cậu ấy nói tối hôm qua không? Tống Trường Thanh trầm ngâm một lát, liền đứng lên, tiếp tục liên hệ với Sở Trần, còn nữa, phái mấy người đến Hoàng gia xem có động tĩnh gì không? Cuối cùng, Tống Trường Thanh ánh mắt kiên định, hắn quyết tâm triển khai trận đánh cược này. Vào đúng 10 giờ, tuyên bố chính thức, khai chiến với Hoàng gia. Thời tiết nắng đẹp lạ thường, mặt trời chiếu xuống, nhưng trong Hoàng gia lại toàn mây đen, ánh mặt trời cũng không tán đi được. 5 tổ thành viên của Hắc Diệu Đường Hoàng gia bước lên xếp kỳ trận và lao về phía Sở Trần. Bọn họ chủ động tấn công, luồng khí cường hoành này bao trùm Sở Trần và đặt Sở Trần vào trung tâm của cơn bão công kích này. Khoảnh khắc 5 tổ của Hắc Diệu Đường tấn công, bức tranh dường như trở nên có chút hư ảo. Làm sao lại như vậy? Tống Thu có chút kinh ngạc đến ngây người, cảm giác như bị hoa mắt, vô thức lau mắt. Trước mắt có vô số người, bộ pháp đan xen, thân ảnh giao thoa, trong nháy mắt liền khiến người chói mắt, bức tranh hư ảo, thanh tao. Đây chính là sự thần kỳ của Hắc Diệu Đường Hoàng gia sao? Tống Thu lẩm bẩm, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng chợt lo lắng. Cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao anh rể lại không để cậu đối mặt với sự tấn công của những người này. Đối mặt với một vòng vây huyền diệu như vậy, hắn nhất định sẽ bị loạn ngay lập tức. Hắc Diệu Đường của Hoàng gia nổi tiếng ở thành phố Thiền Thành, thần bí và cường đại. Lần này, Tống Thu cũng đã thực sự được nhìn thấy nó. Tống Thu vẫn không rời mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người của Sở Trần, xung quanh là 5 tổ thành viên Hắc Diệu Đường. Vô ý thức, lòng bàn tay của Tống Thu đổ mồ hôi. Trong tâm bão, vẻ mặt của Sở Trần vẫn rất bình tĩnh. Khi làn sóng tấn công đầu tiên của các thành viên Hắc Diệu Đường đến, Sở Trần đã di chuyển. Càn Khôn Bộ, Hoàng Ngọc Hằng và Diệp Yên đang một mực theo dõi Sở Trần, đồng thời lên tiếng. Bộ pháp cơ bản nhất của kỳ môn, Càn Khôn Bộ, mỗi nhà đều học lướt qua. Hoàng Ngọc Hằng cau mày, thậm chí, bên trong Thanh Dương Phái, người người hiểu kỳ môn Càn Khôn Bộ, trực tiếp tùy tiện nắm giữ, một bộ pháp nhập môn của kỳ môn. Người người đều có thể nắm giữ, Càn Khôn Bộ, Sở Trần lại còn nghĩ dựa vào nó để đối phó 5 tổ thành viên Hắc Diệu Đường vây công. Cái tên Sở Trần này, nội tâm quả thực tự cao tự đại đến cực điểm, khó trách lại không coi ai ra gì. Diệp Yên nói, chỉ là Càn Khôn Bộ, cho dù có luyện đến mức hoàn mỹ, cũng chỉ là một bộ pháp thô thiền, kém cỏi và vô dụng. Nói thật, trong Thanh Dương Phái, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi đều coi thường bộ pháp này. Diệp Yên cực kỳ khinh thường. Hoàng Ngọc Hải mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, mặc dù Càn Khôn Bộ ất bình thường, nhưng Hoàng Ngọc Hải không đánh giá thấp Càn Khôn Bộ do Sở Trần thi triển. Vào đêm tiệc sinh nhật của lão gia tử, Sở Trần dễ dàng phá vỡ trận pháp của sư phụ bằng Càn Khôn Bộ. Sở Trần dường như có khả năng biến mục nát thành thần kỳ. Phảng phất cũng đã phỏng đoán nghi ngờ của Hoàng Ngọc Hải, cuộc chiến đấu này, mặc dù là từ 5 tổ thành viên Hắc Diệu Đường khởi xướng, chủ động công kích, nhưng mà, Sở Trần dựa vào Càn Khôn Bộ
rõ ràng là càng ngày càng uyển chuyển, dần dần, năm tổ thành viên Hắc Diệu Đường có loại cảm giác không tìm được thân ảnh Sở Trần bên trong kỳ trận. Dần dần, năm tổ thành viên của Hắc Diệu Đường cảm thấy rằng họ không thể tìm thấy bóng dáng của Sở Trần trong trận pháp nữa. Oanh, một đòn sấm sét bất ngờ. Một trong những thành viên của Hắc Diệu Đường đã bị một đòn nặng, cơ thể của anh ta bay ra ngoài một cách tự do và rơi xuống dưới chân của Hoàng Ngọc Hằng. Đôi mắt của Hoàng Ngọc Hằng cuối cùng cũng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước với vẻ hoài nghi. Năm tổ thành viên Hắc Diệu Đường cùng nhau tấn công, đại diện cho một tổng thể. Nếu một thành viên bị văng ra ngoài, có nghĩa là trận hình liên kết này sắp bị phá vỡ. Quả nhiên là vậy, một chỗ bị phá, toàn bộ đều bị phá theo. Sở Trần không để mọi người chờ đợi lâu, dùng bộ pháp cơ bản phổ thông, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu và đáng kinh. Lúc này, Diệp Yên đang tràn đầy giễu cợt và khinh thường, đột nhiên trợn tròn ra. Sau khi Sở Trần tiến lên hai bước, ánh mắt như đao rơi vào trên người Hoàng Ngọc Hằng, hay là ngươi để Hoàng lão ra thay ngươi xuất chiến, nhưng mà ta lại rất khó làm người như thế, đối với một lão tiên sinh ra tay độc ác. Vừa nói xong, Hoàng Giang Hồng thần sắc trực tiếp trầm xuống, Sở Trần, ngươi đây là ý gì? Sở Trần châm chọc cười một tiếng, ta thật thấy Mạc lão đúng là không đáng, những năm này, cũng không biết đã giúp Hoàng gia bao nhiêu lần, nguyên lai, vậy mà là đang giúp một con bạch nhãn lang. Đến tột cùng là muốn giúp Hoàng gia, hay vẫn là có ý định mưu hại Hoàng gia? Hoàng Ngọc Hằng bước ra với một nụ cười mỉa mai, ngươi là muốn thay hắn thở ra một hơi không? Xuất ra bàng môn tà đạo của ngươi ra đi. Đồng tử của Hoàng Giang Hồng run lên, ông ta không thể không nói, Ngọc Hằng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ông nội, Ngọc Hằng đã điều tra rõ ràng, cổ trên người ông, chính là do lão già của Tinh La Tiểu Điếm kia cùng Sở Trần liên hợp lại dở trò quỷ. Diệp Yên nhẹ giọng nói, Ngọc Hằng chất vấn lão già không những không chịu thừa nhận mà còn chửi Ngọc Hằng, nói Ngọc Hằng sẽ gặp tai họa hại mình. Diệp Yên hừ lạnh, ông nội, ông cũng biết thủ đoạn của lão già kia, ông ta nói những lời ác độc như vậy, rõ ràng là muốn hại Ngọc Hằng, Ngọc Hằng ra tay giáo huấn hắn, ông hãy nhìn hiện tại, Sở Trần không những không phục, còn muốn tới cửa, tìm Ngọc Hằng động thủ, vì lão đầu kia xuất khí. Mặt của Hoàng Giang Hồng chìm xuống, ông ấy không lên tiếng nữa. Trong lòng Hoàng Giang Hồng vô cùng tin tưởng Mạc Nhàn, nhưng giờ, ông lại càng tin tưởng cháu dâu mình hơn. Hơn nữa, vào lúc này, Sở Trần đang thách thức phân lượng hào môn của Hoàng gia. Cho dù trong lòng của hắn có một ý niệm, cảm thấy Hoàng Ngọc Hằng không nên đối với Mạc Nhàn động thủ, Hoàng Giang Hồng cũng sẽ không thể vạch ra. Hoàng Giang Hồng liếc nhìn Hoàng Ngọc Hằng với vẻ lo lắng, Ngọc Hằng, công phu quyền cước của Sở Trần nhất mạnh, ta chưa từng thấy qua, cháu hãy cẩn thận. Hoàng Ngọc Hằng mỉm cười và gật đầu tự tin, ông nội, con đã nói với người rồi, so với 5 năm trước, con đã mạnh hơn gấp trăm lần, đây không chỉ là nói suông. Diệp Yên cũng rất tin tưởng Hoàng Ngọc Hằng, ông nội, đừng lo lắng, hãy thưởng thức màn biểu diễn của Ngọc Hằng ạ. Nghe vậy, nội tâm của đám người nhà họ Hoàng không khỏi chấn động. Sở Trần đã thể hiện ra thực lực đáng sợ như vậy, nhưng ở trong mắt của Diệp Yên cùng Hoàng Ngọc Hằng, vẫn là không đáng nhắc tới sao. Hãy tìm đọc trang chính ở Telegram Chu Yên Việt Nam, tất cả mọi ánh mắt đều đổ vào Hoàng Ngọc Hằng. Trong những năm qua, Hoàng Ngọc Hằng, người đã du học ở nước ngoài, thực lực đến tột cùng có bao nhiêu biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của Hoàng Ngọc Hằng bắt gặp ánh mắt của Sở Trần. Ta còn thực sự không nghĩ tới, mới trở về không có mấy ngày, vậy mà đã có cơ hội, lấy danh nghĩa cổ võ chính thống, đối phó tà môn ma đạo, tẩy rửa những cặn bã của giới võ thuật. Hoàng Ngọc Hằng nhẹ giọng nói, Sở Trần, ta vốn còn dự định, sau 2 ngày nữa sẽ giải quyết ngươi. Không thể tin được ngươi không thể chờ đợi được lại mang xác đến tận cửa. Dù sao, chuyện phế bỏ ngươi, ta một khắc cũng không muốn chờ. Sở Trần bình tĩnh đáp, liếc nhìn thời gian, tự lẩm bẩm nói, 5 phút. Hoàng Ngọc Hằng nhướng mày nhìn chằm chằm Sở Trần, không hiểu Sở Trần có ý tứ gì. Tổng Thu hai mắt sáng lên, anh cười, anh rể, anh muốn giải quyết trận chiến trong vòng 5 phút sao? Sở Trần nhìn Hoàng Ngọc Hằng, thành thật mà nói, anh còn lo lắng hắn không khống đỡ được 5 phút. Tống Thu cười lớn, cậu có niềm tin tuyệt đối với Sở Trần. Huống chi, Sở Trần vừa mới dựa theo bộ pháp huyền diệu, đại phá 5 tổ Hắc Diệu Đường Hoàng gia, Tống Thu tâm tình bây giờ đều vẫn là ở vào trạng thái cực kỳ phấn chấn. Theo quan điểm của Tống Thu, thực lực của Hoàng Ngọc Hằng tuyệt đối không thể so sánh với 5 tổ Hắc Diệu Đường. Tống Thu chắc chắn vô cùng. Tiếp theo, hắn sẽ đợi anh rể khiến Hoàng Ngọc Hằng ngồi xe lăn suốt đời.
Tống Thu không khỏi vui mừng một chút khi nghĩ đến điều này. Ngay từ khi anh rể hắn đạp cửa xông vào nhà họ Hoàng, Tống Thu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với sóng gió này. Vì chuyện đã là không thể tránh khỏi, thì hãy để cơn bão này đến dữ dội hơn đi. Tống Thu nắm chặt tay, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào. Cậu cũng đã tận mắt chứng kiến tình cảnh của Mạc Nhàn. Đối với một lão tiên sinh lại xuống tay nặng như vậy, Tống Thu tự nhủ, nếu hắn có năng lực như thế, hắn cũng sẽ tìm Hoàng Ngọc Hằng tính sổ sách. Vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hằng ảm đạm và lạnh lùng. Thân là một đệ tử của Thanh Dương Phái, Hoàng Ngọc Hằng có một cảm giác vượt trội vô cùng mạnh mẽ. Hắn từ đầu đến cuối chưa từng để Sở Trần vào mắt, cho dù Sở Trần đánh bại năm tổ của Hắc Diệu Đường, hắn tuy có chút kinh ngạc, nhưng đó chỉ là trong nháy mắt thôi. Sở Trần, trưởng bối sư môn của ngươi, chẳng lẽ không nhắc nhở cho ngươi? Hoàng Ngọc Hằng lãnh đạm nói, gặp phải đại phái chính thống nhất định phải cụp đuôi mà trốn. Hoàng Ngọc Hằng vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn Sở Trần. Các đệ tử của đại phái chính thống khi đối mặt với bàng môn tà đạo, từ tận đáy lòng đều có cảm giác ưu việt hơn người. Hoàng Ngọc Hằng hai tay chắp sau lưng, giọng điệu lạnh lùng. Sở Trần suy nghĩ một chút, thật đúng là không có, mấy người sư phụ của ta đều nói, nhìn thấy cái nào không vừa mắt, trực tiếp đánh. Hoàng Ngọc Hằng cười nhạo, thật là vô tri. Sở Trần than thờ, Thanh Dương Phái cũng càng ngày càng xuống dốc rồi, làm sao có thể thu nhận loại đệ tử này. Hoàng Ngọc Hằng ánh mắt phát lạnh, người dám nhục mạ Thanh Dương Phái. Ta còn đánh qua đó nữa. Sở Trần khinh thường, ta 10 tuổi đã đánh tơi bời một tên gọi là Lạc Thư Hà của phái Thanh Dương. Đồng tử của Hoàng Ngọc Hằng co rút lại, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, tiến đến gần Sở Trần, đánh một trưởng dám làm nhục đại sư huynh của ta. Sở Trần, có bản lãnh, báo tên sư môn của ngươi. Hoàng Ngọc Hằng cảm thấy được Sở Trần là cố ý làm nhục hắn. Lạc Thư Hà trong miệng của Sở Trần là đại sư huynh của Hoàng Ngọc Hằng, trong phái Thanh Dương, anh ta là thủ lĩnh trong thế hệ trẻ. Sở Trần né đòn của Hoàng Ngọc Hằng, sư môn có lệnh, không thể đánh lấy cờ hiệu sư môn, mang đi khắp nơi ức hiếp người. Trong lòng Hoàng Ngọc Hằng càng thêm khinh thường, rõ ràng là ngay cả sư môn của mình cũng không dám báo. Trong thiên hạ, phù cổ nhất phái, có tông môn nào dám can đảm ở trước mặt Thanh Dương phái diễu võ dương oai? Hoàng Ngọc Hằng tìm không thấy. Ầm ầm ầm, Hoàng Ngọc Hằng ra tay như gió, chân đạp cửu dương bộ, giống như mặt trời hừng hực chiếu rọi, ào ào đi tới, oanh kích mà đi. Lúc này, nụ cười trên mặt Tống Thu chợt khép lại, đồng tử mở to. Trước khi Hoàng Ngọc Hằng ra tay, Tống Thu luôn cảm thấy rằng Hoàng Ngọc Hằng chỉ là giả vờ kiêu ngạo, phát ngôn bừa bãi, nhưng nhìn cửu dương bộ pháp mà Hoàng Ngọc Hằng đã thi triển ra phối hợp với một bộ cương dương quyền pháp, lực lượng bộc phát khiến Tống Thu run lên. Hoàng Ngọc Hằng này quả nhiên có thực lực, Tống Thu so sánh một chút, nếu cú đấm của Hoàng Ngọc Hằng là nhằm vào mình. Cậu ta sẽ bị hạ gục trong một giây. Cổ võ đại phái, Tống Thu tự lẩm bẩm một mình, từ lúc Sở Trần dạy cậu kỳ lân bộ pháp, Tống Thu liền cảm thấy có cánh cửa lớn mở ra và nhìn thấy một thế giới mà cậu chưa từng chạm tới. Nếu so sánh, những gì mà cậu đã học được trong tinh anh quyền quán thì nó quá tầm thường. Cổ võ thực sự huyền diệu và mạnh mẽ. Anh rể có thể để hắn trong 3 ngày liền đánh bại Triệu Sơn trên võ đài. Đó chỉ là một góc của cổ võ. Tống Thu không thể rời mắt, kìm nén sự kinh hãi bộc phát trong lòng, đối với Sở Trần càng thêm tin tưởng. Xem ra, cũng chỉ có đối mặt đối thủ cổ võ chân chính, mới có thể bước ra thực lực chân chính của anh rể. Tống Thu càng nghĩ càng hưng phấn, ánh mắt nhìn chằm chằm sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Tống Thu tin chắc vào những gì anh rể nói. 5 phút nữa. Trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc. Oanh, 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 Hoàng Ngọc Hằng vô cùng mạnh mẽ, chân đạp cửu dương bộ pháp của Thanh Dương Phái, ra tay lăng lệ bá đạo. Cổ võ của Thanh Dương Phái, tuyệt đại đa số, đều là chí cương chí dương, bất luận là bộ pháp hay là võ kỹ công phu, đều lấy lực lượng để ưu tiên. Hoàng Ngọc Hằng chủ động tấn công Sở Trần. Một màn này, người Hoàng gia chứng kiến, có chút kinh ngạc đến ngây người. Lần đầu tiên nhìn thấy mức đối đầu này, bọn họ đã cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Ngọc Hằng. Thực lực của Ngọc Hằng, Hoàng Giang Hồng kinh hỉ, hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại thực lực này so với bất kỳ ai trong Hắc Diệu Đường đều hơn hẳn. Ngọc Hằng, thật lợi hại. Hoàng Dương không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Trân bên cạnh, so với con trai của mình, thực sự không vừa lòng. Hoàng Ngọc Hải cũng nhìn Hoàng Ngọc Hằng với ánh mắt khen tị, và thở dài, thật không hồ là công phu của đại phái chính thống. Ca, ngươi cảm thấy... Sở Trần còn có thể thắng sao? Hoàng Tú Tú nhịn không được nói.
Hoàng Ngọc Hải sững sờ. Không thể nghi ngờ rằng sức mạnh mà Hoàng Ngọc Hằng biểu hiện vào lúc này là quá mạnh. Tuy nhiên, những trận chiến lặp đi lặp lại của Sở Trần đã cho người ta cảm giác bất khả chiến bại. Nếu như trước đây Hoàng Ngọc Hải nhìn thấy thực lực của Hoàng Ngọc Hằng, hắn sẽ trả lời không chút do dự, Sở Trần sẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, anh cũng không biết Hoàng Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào trận chiến phía trước. Thanh Dương Môn, Cửu Dương Bộ, Sở Trần lóe sáng, bản thân bộ pháp quả thật không tệ, đáng tiếc, người cũng giống như Lạc Thư Hà, tinh túy của bộ pháp đến đa lông đều lĩnh ngộ không được. Oanh, Hoàng Ngọc Hằng thần thái như cầu vồng, bấm từng bước, lông mày tràn đầy tự tin, đối phó với ngươi, thế là đủ rồi. Sở Trần khóe miệng nhếch lên một chút, trong mắt chợt lạnh, chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thôi. Sở Trần đột nhiên đánh trả, Càn Khôn Bộ, vẫn là Càn Khôn Bộ phổ thông, thuận thế tung một cú đấm. Cú đấm của Sở Trần trong chốc lát giống như ngàn vạn ảo ảnh. Giống như một vị quán thế âm nghìn tay, đột nhiên, vô số bóng đen tấn công Hoàng Ngọc Hằng một cách áp đảo. Oanh, 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 Hoàng Ngọc Hằng mất cảnh giác, giật mình, nhanh chóng bị chặn lại. Hắn không ngờ rằng đòn phản công của Sở Trần lại ác liệt như vậy. 1000 cú đấm, Hoàng Ngọc Hằng chưa bao giờ nhìn thấy kỹ thuật gia quyền lại bí ẩn như vậy, trực tiếp bị ép phải lui về phía sau một khoảng cách. Mọi người Hoàng gia đồng thời giật mình. Hoàng Ngọc Hằng đã thể hiện sức mạnh cường đại như thế mà vẫn buộc phải rút lui bởi Sở Trần. Hoàng Giang Hồng sắc mặt thay đổi, lòng bàn tay ông vô thức lạnh đi. Diệp Yên cũng thở nhẹ, Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh thoải mái bộ dáng xông lên, đây là thực lực mà ngươi tự hào sao. Que nhoanh, Hoàng Ngọc Hằng vừa lui lại, vẻ mặt đã suy sụp đến cực điểm. Thời điểm Sở Trần phản kích, hắn cảm thấy áp lực chưa từng có. Hắn ta đã đánh giá thấp Sở Trần. Hoàng Ngọc Hằng nghiến răng cố gắng hết sức, tuy nhiên, mấy chiêu về sau, lại một lần nữa bị Sở Trần đánh trở lại. Hình bóng của Sở Trần không dừng lại, giống như một bóng ma, đè lên mạnh mẽ, với đà hung hãn. Vào lúc này, Càn Khôn Bộ do Sở Trần thi triển dường như còn mạnh hơn Cửu Dương Bộ của Hoàng Ngọc Hằng gấp trăm lần. Hoàng Ngọc Hằng bị Sở Trần đánh một quyền trúng ngực, chật vật lùi lại mấy bước. Ngọc Hằng, lúc này, Diệp Yên rốt cuộc không nhịn được nữa, vội vàng xông lên. Từ một bên quét qua, sức lực cũng không tầm thường. Hoàng Ngọc Hằng hơi nhẹ nhàng chậm chạp, lần nữa ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Sở Trần, đôi mắt toát ra một vòng kiêng kỵ, không có chút nào do dự, nhanh chân phóng đi, cùng Diệp Yên liên thủ. Hắn ta không tin rằng hai đệ tử của Thanh Dương phái hợp lực lại, mà không thể đối phó với một tên đệ tử bàng môn tà đạo. Hai người vây công, nhưng mà, nội tâm của người Hoàng gia lại càng lạnh nhạt. Đối mặt với sự vây công của hai người, Sở Trần đối phó một cách dễ dàng, nhưng ngược lại, hai người lại vất vả chống đỡ. Các đệ tử của phái Thanh Dương thực lực chẳng ra làm sao. Sở Trần nhẹ giọng nói, oanh, Diệp Yên bị đánh bại và ngã xuống đất, trong khi Hoàng Ngọc Hằng bị Sở Trần trực tiếp giữ lại và đá vào đầu gối. Hoàng Ngọc Hằng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Sở Trần đè xuống, mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm nói, ngươi còn nhớ, vừa rồi ta đã nói mục đích hôm nay tới nhà họ Hoàng là gì không? A, à, tiếng hét thảm thiết vang lên, không phải Hoàng Ngọc Hằng, mà là Hoàng Ngọc Trân. Cái quỷ gối của Hoàng Ngọc Hằng dường như đã gợi lại cơn ác mộng sâu thẳm trong trái tim Hoàng Ngọc Trân. Hoàng Ngọc Trân hét lên thống khổ, đồng tử lộ rõ vẻ hoảng sợ và sợ hãi. Hắn đã nghĩ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ khác, ngày hôm nay sẽ là một kết thúc khác với ngày đó. Vậy mà, cuối cùng ngay cả Hoàng Ngọc Hằng cũng bị đánh xuống. Hình ảnh con quỷ Sở Trần đột nhiên hiện lên trong tâm trí Hoàng Ngọc Trân. Không chỉ Hoàng Ngọc Trân, mà lúc này, cả nhà họ Hoàng đều mất bình tĩnh. Điều này đại biểu, về vũ lực, nhà họ Hoàng hoàn toàn bị người ta đánh cho quỳ gối. Một cảm giác vô lực từ trong cơ thể Hoàng Giang Hồng tỏa ra, ông ta không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Với áp lực của Sở Trần, Hoàng Ngọc Hằng quỳ trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Giờ phút này, Hoàng Giang Hồng hiểu rất rõ và biết rất rõ rằng cho dù Hắc Diệu Đường của Hoàng gia có toàn lực ra tay, bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của Sở Trần. Đây chính là sức mạnh của Sở Trần. Hoàng Tú Tú lẩm bẩm, cô tự nhủ mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thực lực của cô ấy đơn giản là không đáng nói trước mặt một người ở trình độ như Sở Trần. Hoàng Lân liếc nhìn Hoàng Ngọc Hải, trong lòng cũng thất kinh. Hắn vốn là đồng ý nói vài câu tốt cho Sở Trần khi Sở Trần gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ, không cần thiết nữa. Sở Trần dùng sức một mình dẫm lên Hoàng gia. Dùng vũ lực để áp bức đè người. Sở Trần, buông Ngọc Hằng ra. Lúc này, Hoàng Giang Hồng mới tỉnh táo lại, tức giận hét lên.
Sở Trần ngẩng đầu, vẻ mặt lãnh đạm, cái này đã không chịu nổi rồi sao? Ta còn chưa động thủ đâu. Vừa dứt lời, Hoàng Ngọc Hằng liền biến sắc, giãy giụa một hồi cũng không đứng lên được, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, ngươi dám. Sở Trần khịt mũi, câu nói tiếp theo, có phải là muốn mang Thanh Dương phái ra dọa ta? Vậy ta trả lời ngươi, ta dám. Sở Trần tăng sức lực lên mấy phần, Hoàng Ngọc Hằng cảm thấy cơ thể mình như đang gánh sức nặng 1000 cân, hắn ta run lên vì đau. Hắn nghiến răng, hai mắt mở to, buông Ngọc Hằng ra, Diệp Yên hét lên một tiếng, lao lên, tuy nhiên, cô ta trực tiếp bị Sở Trần một chiêu bức lui. Hoàng Ngọc Hằng, ta đã nói mục đích của ngày hôm nay chỉ có một, đó là ban thưởng cho ngươi ngồi trên xe lăn cả đời. Giọng nói của Sở Trần có chút ớn lạnh đến nghẹt thở. Hoàng Ngọc Hằng lập tức bị khí lạnh bao phủ, giọng nói của anh ta dường như phát ra từ kẽ răng, Sở Trần. Ánh mắt của Hoàng Ngọc Hằng tràn đầy tức giận và hận thù. Hắn không tin Sở Trần dám đem hắn triệt để phế bỏ, nhưng hiện tại, đây đã khuất nhục lớn nhất trong đời hắn. Có điều, không vội, Hoàng gia đoán chừng cũng không có tự chuẩn bị xe lăn, chúng ta đi một chuyến đến bệnh viện, thuận tiện để ngươi hướng Mạc lão nói lời xin lỗi. Sở Trần nắm lấy cổ áo của Hoàng Ngọc Hằng kéo anh ta đi. Tất cả các nhân viên bảo vệ xung quanh đều ngây người nhìn. Hoàng Ngọc Hằng, ứng cử viên số 1 cho vị trí lãnh đạo tương lai của Hoàng gia, vậy mà lại chật vật như vậy. Hoàng gia đã bất lực trước Sở Trần. Sở Trần, buông Ngọc Hằng ra, chúng ta hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi. Hoàng Giang Hồng cố nén lửa giận, giọng nói yếu ớt run rẩy. Quên đi, Sở Trần cười, một câu quên đi, ngươi có thể làm cho Mạc lão đứng lên được không? Lời nói rơi xuống. Thân thể Hoàng Giang Hồng kịch liệt rung động, người nói cái gì? Cháu trai quý giá của ông, đem Mạc lão đánh cho tàn phế, bác sĩ nói, Mạc lão đời này đều đứng không dậy nổi. Sở Trần lãnh đạm nói, nếu hôm nay Hoàng Ngọc Hằng không bị phế bỏ, ta liền xóa bỏ chữ Sở Trần ra khỏi gia phả. Hoàng Giang Hồng vẻ mặt khó tin mà liếc mắt nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Hồi lâu, Hoàng Giang Hồng hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho lão nhàn. Tôi cũng sẽ đích thân đến bệnh viện để xin lỗi ông ấy. Ta không chấp nhận một lời xin lỗi nhẹ nhàng như thế. Sở Trần nhạt giọng nói, về phần thương tích của Mạc lão, ta không thiếu tiền chữa trị, không cần phiền Hoàng lão gia. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Diệp Yên tức giận hét lên. Sở Trần liếc nhìn Diệp Yên, thực xin lỗi Diệp tiểu thư, cô còn quá trẻ đã thành quá phụ rồi. Ngươi dám động đến Ngọc Hằng. Diệp Yên cả giận run lên, Hoàng gia, Diệp gia, Thanh Dương phái. Tất cả đều không tha cho ngươi. Ta có hướng các ngươi cầu xin sao? Sở Trần hỏi ngược lại. Sở Trần Hoàng Dương lúc này trầm giọng nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã chiếm hết thượng phong, không cần thiết hùng hổ dọa người nữa. Việc Mạc Nhàn tổn thương đã chuyện đã rồi, Hoàng gia ta nguyện ý bồi thường, ngươi hãy thả Ngọc Hằng đi. Làm sai sự tình, thì phải trả giá đắt. Sở Trần sau khi nói câu nói này, thuận tiện nhìn thoáng qua Hoàng Ngọc Trân. Hoàng Ngọc Trân toàn thân run rẩy. Các người xem ra đối với hai chân của Hoàng Ngọc Hằng rất đau lòng. Sở Trần nhẹ giọng nói, thế nhưng, chân của Hoàng Ngọc Hằng là quý giá, vậy chân của Mạc lão là ti tiện sao? Sở Trần khí tức lăng lệ, ánh mắt như điện, nhìn chăm chú lên đám người Hoàng gia, ta Sở Trần hôm nay, liền phải hùng hổ dọa người, không lưu lại cái gì, phải để Hoàng Ngọc Hằng phải trả cái giá ngang nhau. Mọi người trong nhà họ Hoàng không khỏi kịch liệt run rẩy. Cái giá ngang nhau. Để Hoàng Ngọc Hằng ngồi trên xe lăn cả đời. Giờ phút này, ngay cả bản thân Hoàng Ngọc Hằng cũng không dám chắc chắn, cả người trong tiềm thức run lên, Sở Trần, nếu ngươi dám, ngươi sẽ rất thảm. Giọng nói của Hoàng Ngọc Hằng cũng phát run. Sở Trần, một người không lưu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Hoàng Giang Hồng đè nén lửa giận trong lòng, hai mắt lóe lên như ánh điện, nhìn chằm chằm Sở Trần, chậm rãi nói, Sở Trần, ngươi không phải người cô đơn, ngươi cũng không phải là kẻ bất khả chiến bại. Ngươi nếu dám tổn thương Ngọc Hằng, ta dám cam đoan, trong vòng 3 ngày, Thiền Thành sẽ không còn có Tống gia. Hoàng gia ta cho dù dốc hết tài lực, cũng phải vì Ngọc Hằng mà báo thù. Giọng nói của Hoàng Giang Hồng là từng chữ như là sấm sét bên tai. Trong lòng Tống Thu không khỏi run lên, cậu có thể tưởng tượng, đây là một trận cuồng phong trước nay chưa từng có. Nếu như anh rể không lùi bước thì đôi bên sẽ không chết không thôi. Ánh mắt Sở Trần và Hoàng Giang Hồng cùng nhìn nhau, đúng lúc này, điện thoại di động của Hoàng Dương đột nhiên vang lên. Hoàng Dương mặc kệ, nhưng điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông. Hoàng Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra liếc mắt một cái,
hai mắt đột nhiên mở to, lộ ra vẻ cực kỳ khó tin. Sau khi liên tục xác nhận tính xác thực của tin tức, Hoàng Dương mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng Giang Hồng, cha, vừa rồi nhà họ Tống, Tống Trường Thanh thông qua diễn đàn của Thương hội Thiền Thành, đã thông báo một tin tức. Hoàng Dương dừng lại, nhà họ Tống chính thức tuyên bố từ giờ phút nay sẽ hướng nhà họ Hoàng khai chiến. Lời nói rơi xuống, mọi người trong nhà họ Hoàng đều sửng sốt. Tống gia khai chiến với Hoàng gia, tin tức này là quá vô lý, đáng kinh ngạc, Tống gia, bọn chúng lấy tư cách gì để thông báo tin tức chính thức này? Lão gia tử nhà họ Tống nhất định bị kẹp đầu vào cửa. Hoàng Ngọc Trân buột miệng nói, Hoàng Giang Hồng nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Sở Trần nở nụ cười, lôi Hoàng Ngọc Hằng xoay người rời đi, Hoàng lão gia, hoan nghênh tới chiến. Sở Trần nắm lấy cổ áo của Hoàng Ngọc Hằng, không chút khách khí, vô cùng đơn giản và thô lỗ, Hoàng Ngọc Hằng loạng choạng suýt ngã. Hoan nghênh tới chiến, giọng của Sở Trần quanh quẩn trong tâm trí mọi người trong Hoàng gia. Ánh mắt cực kỳ chấn động, Tống gia chính thức tuyên bố sẽ khiêu chiến với Hoàng gia. Tin tức này chỉ sự sẽ làm toàn bộ giới thương nhân Thiền Thành đều trợn mắt há mồm. Giữa hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, nhưng Hoàng gia biết đây không phải là chuyện đùa, cũng không phải là đang nằm mơ, Tống gia thật sự đã khai chiến với Hoàng gia, trước mặt họ là Sở Trần, con rể nhà họ Tống, đây chính là kẻ chủ đạo tất cả mọi chuyện. Người của Tống gia đều ăn gan hùm mật báo rồi sao? Hoàng Ngọc Trân thì thào nói, không rét mà run, hắn nhìn Hoàng Ngọc Hằng trong tay Sở Trần không có chút sức lực phản kháng, trong mắt bất giác lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không thể nào so được với Hoàng Ngọc Hằng, ngoại trừ việc là trưởng tử đích đôn của Hoàng gia, mọi thứ của hắn đều thua xa Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng là một người hoàn hảo, toàn thân có vầng hào quang chói lọi, từ khi sinh ra đến nay, cậu ta đã là một sự tồn tại chói lọi. Hắn chính là người văn võ song toàn của thế hệ trẻ Hoàng gia. Cậu ấy chính là người lãnh đạo tương lai của Hoàng gia. Nhưng mà lúc này, Hoàng Ngọc Hằng còn không bằng một con chó, bị Sở Trần lôi kéo không thương tiếc, vô cùng nhục nhã. Đây là tàn nhẫn chà đạp lên tôn nghiêm của Hoàng Ngọc Hằng, tất cả hào quang của hắn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Lúc này, Hoàng Ngọc Hằng giống như con kiến trong tay Sở Trần, không thể vùng vẫy. Trong khoảng khắc Hoàng Ngọc Trân thậm chí còn cảm thấy may mắn rằng hắn không phải là Hoàng Ngọc Hằng. Sở Trần, Hoàng Giang Hồng sắc mặt tối sầm lại, trong mắt trào ra lửa giận. Đủ rồi đấy, khóe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, lão gia tử đại khái vẫn cảm thấy tôi chỉ là đang phô trương thanh thế, thật sự sẽ không dám động đến cháu trai bảo bối của ông, dù sao hai chân của hắn ta còn quý hơn của Mạc lão nhiều. Sở Trần đột nhiên ra chân, thối ảnh như côn, cứng rắn và rũ, tợn đá vào chân trái của Hoàng Ngọc Hằng. Lần này, sức lực của Sở Trần thật không chút lưu tình nào. Chân trái của Hoàng Ngọc Hằng trực tiếp bị gãy xương, đầu gối lại đập lại quỳ xuống đất. Khoảnh khắc đầu gối hắn ta chạm đất vang lên một tiếng răng rắc xương vỡ giòn giã. A, giọng nói của Hoàng Ngọc Hằng vô cùng thống khổ, cổ họng như muốn xé toạc, đau đớn kêu lên, quỳ dạp trên mặt đất, cả người run lên, toàn thân như bị băng tuyết đông kết lạnh giá vào mùa đông. Tống Thu nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, anh rể một cước này quá tàn nhẫn, ngay cả chân trái của Tống Thu cũng không khỏi run lên. Không thể tưởng tượng được bây giờ Hoàng Ngọc Hằng đang phải chịu nỗi đau như thế nào. Cái giá của việc làm sai, Tống Thu nhìn chằm chằm vào Sở Trần, nắm tay nắm chặt, nội tâm của mọi người trong Hoàng gia hoàn toàn chấn động, như có một chiếc búa nặng giáng vào trán bọn họ. Hắn ta vậy mà thực sự dám phế bỏ Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Giang Hồng choáng váng, cơ thể gần như mất đi sức đứng, ông ta loạng choạng, được Hoàng Dương dìu lại khỏi ngã. Sở Trần, N. Diệp Yên giọng nói cực kỳ sắc bén. Ánh mắt lộ ra hung ác, nhìn chằm chằm Sở Trần, không biết là vì tức giận hay là sợ hãi, không ngừng run rẩy chỉ vào Sở Trần, người chết sẽ không được yên lành, Sở Trần, ta, Diệp Yên, xin thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cùng toàn bộ người của Tống gia. Hai mắt Diệp Yên điên cuồng, rỉ ra tia máu đỏ, một cái chân của Ngọc Hằng, các ngươi hãy dùng mạng để đổi lại. Sở Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Yên, bỗng nhiên bộp một tiếng. Sở Trần một lần nữa tung cước, đùi phải Hoàng Ngọc Hằng liền bị bẻ gãy, hắn lại hét thảm lên một tiếng, hai đầu gối quỳ không vững, liền ngã xuống đất. Vậy thì, hai cái đùi của Ngọc Hằng thì sao? Sở Trần nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hắn hôm nay dám xông vào Hoàng gia, dám đi đòi công lý cho Mạc Nhàn, hắn tất nhiên là không sợ gia tộc Hoàng gia trả thù. Diệp Yên hai mắt mờ mịt, hai tay nắm chặt nắm đấm, giống như một con rắn cạp nong hung ác nhìn chằm chằm Sở Trần.
Sở Trần chế nhạo, ngồi xổm người xuống, nắm lấy cổ áo Hoàng Ngọc Hằng vén lên, khi ngươi ra tay với Mạc lão, ngươi có nghĩ rằng quả báo có thể đến nhanh như vậy không? Hoàng Ngọc Hằng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Sở Trần, có điểm sợ hãi, giận dữ, và nhiều hận thù. Sở Trần, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Hoàng Ngọc Hằng giọng nói yếu ớt, tàn nhẫn. Ngươi có biết tại sao vừa rồi ta mãi không động thủ không? Sở Trần nói, ta vốn nghĩ tiết kiệm một chút sức lực, để ngươi đi tới đi bệnh viện, hướng Mạc lão bồi tội, bây giờ xem ra phải tốn sức kéo ngươi đi thôi. Sở Trần lôi kéo Hoàng Ngọc Hằng, quần áo của Hoàng Ngọc Hằng bị xé toạc, Sở Trần chỉ đơn giản thu nó thành một khối và lôi Hoàng Ngọc Hằng ra ngoài. Chân của Hoàng Ngọc Hằng đau đến mức ứa nước mắt, không ngừng khóc. Mau cứu Ngọc Hằng, Hoàng Giang Hồng trợn to hai mắt giống lên, vô cùng tức giận. Ở các hướng, rất nhiều nhân viên bảo vệ và thành viên của Hắc Diệu Đường Hoàng gia, nhìn thấy điều này, mặc dù sợ hãi trước sức mạnh của Sở Trần, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng lao lên phía trước. Ầm, 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 Tống Thu cũng không nhàn rỗi, đi theo bên người Sở Trần, ra tay quyết đoán. Đến thời điểm này, không có chỗ cho hai bên lùi bước. Tống gia và Hoàng gia giờ đã như nước với lửa, không chết không thôi. Tống Thu cũng hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Cho dù tại phương diện khác, Tống gia có thể sẽ vì vậy mà rơi vào hủy diệt mang tính đả kích, nhưng giờ khắc này, dẫm lên mặt Hoàng gia, liền phải đạp thật mạnh mẽ. Không ai có thể ngăn cản tốc độ của Sở Trần. Hoàng Ngọc Hằng hai chân đều bị gãy, đi đứng không vững, bị Sở Trần một đường kéo đi. Một cơn đau nhói trong tim lan tỏa khắp cơ thể. Nước mắt của Hoàng Ngọc Hằng đã chảy ra. Sở Trần, ngươi dám đối xử với cháu trai của ta như vậy. Ngươi sẽ hối hận. Hoàng Giang Hồng trong mắt tràn đầy hận ý, vừa đi theo từng bước vừa dứt khoát ra lệnh, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, dùng hết toàn lực, chèn ép tất cả các hạng mục liên quan tới Tống gia, trong vòng 3 ngày, ta muốn để Tống gia triệt để phá sản. Hoàng Dương mạnh mẽ gật đầu, con đã thông báo cho chú hai rồi, con đã nói cho anh ấy biết chuyện xảy ra ở nhà. Trên mặt đất có một điện thoại di động đổ chuông, Diệp Yên bước tới cầm điện thoại lên. Là điện thoại bị đánh rơi của Hoàng Ngọc Hằng. Nhìn dãy số người gọi, Diệp Yên vội vàng trả lời, giọng như đang khóc, đại sư huynh. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mang theo nụ cười, Diệp Yên, Ngọc Hằng đâu? Chúng ta đã đến Thiền Thành rồi, chuẩn bị tới nhà các ngươi đây. Nghe vậy, Diệp Yên thần sắc chấn động, lập tức bật khóc, đại sư huynh, mau tới đây, có người sỉ nhục Thanh Dương phái, Ngọc Hằng đã bị phế rồi. Thân thể Diệp Yên kịch liệt run rẩy. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Yên cũng nhanh chóng chạy theo, đồng thời hét lên, Ngọc Hằng, hãy kiên trì, đại sư huynh bọn họ tới rồi. Ngay khi lời nói rơi xuống, Hoàng Ngọc Hằng vốn là đang tuyệt vọng, thần sắc của hắn đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Trần, giọng nói dữ tợn, trong mắt tràn đầy oán hận, Sở Trần, ngươi hẳn là không nghĩ tới quả báo của ngươi lại đến nhanh như vậy. Sở Trần, ngươi chết chắc rồi. Diệp Yên nhìn chằm chằm, đằng đằng sát khí. Ngươi sẽ sống không qua được hõm nay. Đại sư huynh đột nhiên tới Thiền Thành, điều này nằm ngoài dự đoán của Hoàng Ngọc Hằng. Đây chỉ đơn giản là một tia hy vọng giữa lúc tuyệt vọng. Giọng nói của Hoàng Ngọc Hằng cứng lại, trong mắt đầy oán hận, cơn đau buốt từ chân kích thích thần kinh hắn. Hắn không ngờ Sở Trần lại dám làm như vậy, coi thường hậu quả, đối với hắn ra tay như thế này. Chân của bản thiếu quý hơn gấp vạn lần so với lão già đó. Hoàng Ngọc Hằng gầm lên khi bị Sở Trần kéo, toàn bộ hoàng gia đều chấn động, nhiều người không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng này. Thiếu gia Ngọc Hằng bị Sở Trần kéo đi bằng một tay, đi về phía cửa biệt thự hoàng gia. Người của hoàng gia theo sát, xung quanh có rất nhiều bảo vệ, nhưng không ai có thể ngăn cản được bước chân của Sở Trần. Ông nội, ông không cần phải lo lắng. Ánh mắt Diệp Yên tràn đầy oán hận, nói, đại sư huynh của chúng con đến rồi. Thực lực của đại sư huynh so với con và Ngọc Hằng thì hơn hẳn. Nhất định anh ấy sẽ đánh bại Sở Trần báo thù cho Ngọc Hằng. Hoàng Giang Hồng gật đầu, ánh mắt đầy tàn nhẫn, Tống gia tự chịu diệt vong. Ngày hôm nay, vào lúc 10 giờ sáng, một trận địa chấn đã xảy ra trong giới thương nhân Thiền Thành. Vô số người đã bị sốc, ánh mắt đều mang theo vẻ không thể tin được, khó có thể tin. Không phải ngày cá tháng tư vừa mới qua rồi sao? Nhà họ Tống lại làm trò đùa lớn như vậy sao? Lúc trước, Hoàng gia đã ra lệnh phong sát Tống gia, chỉ trong vòng 24 giờ, Tống gia liền sụp đổ, nếu không phải vì Hoàng gia thu hồi lệnh phong sát, Tống gia sớm đã xong đời. Vinh Đông cười đến mức nước mắt sắp trào ra, Tống gia đã chính thức tuyên bố sẽ gây chiến với Hoàng gia.
hình như tôi đang xem trò đùa lớn nhất từ trước tới nay. Diệp Thiếu Hoàng từ các kênh khác nhau cũng biết được tính xác thực của tin tức, Hoàng gia đã có một số động thái, lần này, Hoàng gia dường như sẽ trực tiếp đối phó với Tống gia. Sở Trần thực sự càng ngày càng tiến gần hơn trên con đường tử vong. Triệu gia, cha, chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Sơn ngơ ngác nhìn Triệu Tín Nhiên, Tống gia đang sống tốt, vậy mà lại đi tìm đường chết. Sở Trần kia cũng không giống loại ngò y tự tìm cái chết. Triệu Tín Nhiên cau mày, có điều, hai nhà bọn họ đánh nhau, đối với chúng ta mà nói, ngược lại cũng là chuyện tốt, chỉ là, hy vọng Tống gia có thể cắn xé nhiều Hoàng gia một chút, tiêu hao một chút thực lực của Hoàng gia. Nếu không phải Hoàng Ngọc Hằng đột nhiên mang về vị hôn thê người Diệp gia, chúng ta cũng không đến mức bó tay bó chân thế này. Triệu Sơn nghiến răng nghiến lợi, không vội, miệng Triệu Tín Nhiên khẽ nhếch lên, nói, sự hỗn loạn hiện tại càng có lợi hơn cho nhà họ Triệu, gia tộc hào môn số một Thiền Thành, sớm muộn gì cũng thuộc về Triệu gia. Công vào biệt thự Hoàng gia, Tống Nhan sớm đã biết tin tức về việc nhà họ Tống chính thức thông báo, nhưng cánh cổng của Hoàng gia vẫn như cũ đóng chặt. Tống Nhan vô cùng lo lắng, hết lần này đến lần khác, cô nhìn về hướng cổng Hoàng gia và hồi hộp chờ đợi. Mặc dù Sở Trần rất cường đại, nhưng biệt thự của Hoàng gia lại giống như đầm rồng hang hổ. Đột nhiên, có một âm thanh truyền đến. Ánh mắt Tống Nhan nhìn sang, cánh cổng Hoàng gia từ từ mở ra. Tống Thu là người đầu tiên bước ra. Tiểu Thu, Tống Nhan hét lên và bước tới. Tống Nhan đột nhiên sững sờ. Cô đã nhìn thấy Sở Trần. Anh ta đang kéo Hoàng Ngọc Hằng bằng một tay và đi qua các bậc thang. Hoàng Ngọc Hằng hai chân không thể cử động, lại bị Sở Trần đột ngột kéo đi. Giày của hắn đã bị mòn nặng, cảm giác nhói nhói truyền khắp cơ thể, hắn không ngừng rên rỉ kêu gào. Sở Trần, Tống Nhan sững sờ, tỷ, hắn ta chính là Hoàng Ngọc Hằng. Giọng Tống Thu có chút tự hào, anh ấy vậy mà có thể đột nhập vào Hoàng gia, bắt sống Hoàng Ngọc Hằng, phế hắn ta và lôi hắn ta ra ngoài. Theo suy nghĩ của Tống Thu, không một ai ở Thiền Thành có thể làm được điều này. Mặc dù phần lớn công lao thuộc về Sở Trần, nhưng ý việc Tống Thu cũng tham dự nên điều này đủ khiến cậu tự hào. Nội tâm Tống Nhan khẽ chấn động, nhìn người trong tay Sở Trần, cô không thể tin được. Hoàng Ngọc Hằng, niềm tự hào trói lọi nhất của Hoàng gia, vậy mà bị Sở Trần lôi ra khỏi nhà họ Hoàng. Tống Nhan lại lần nữa nhìn Sở Trần, như thể lần đầu gặp mặt, cô không thể nhìn thấu người chồng mà trước đây cô đụng phải. Bà xã à, lái xe đi. Sở Trần cười, Ngọc Hằng thiếu gia đang muốn đi bồi tội với Mạc Lão. Tống Nhan định thần lại, vội vàng hướng bên đường lái xe chạy tới. Tại lối vào của biệt thự Hoàng gia, rất nhiều người qua đường đã nhìn thấy cảnh tượng này. Đầu óc lập tức không kịp phản ứng. Sở Trần mở cửa xe, suy nghĩ một chút, hắn lại lôi kéo Hoàng Ngọc Hằng, đi tới phía sau xe, mở cốp sau, nhét Hoàng Ngọc Hằng vào trong, ta không thể để cho ngươi làm bẩn xe của Tống gia. Sở Trần đơn giản gọn gàng mà linh hoạt đóng cửa xe lại, nhìn về phía người Hoàng gia đang đuổi theo. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta sẽ không làm gì Hoàng Ngọc Hằng cả, chỉ là mang hắn tới nhận lỗi với Mạc Lão, ta sẽ đưa hắn đi bệnh viện chuẩn bị xe lăn, tiện. Thể các ngươi phái người qua đây đẩy hắn về, ta không chịu trách nhiệm giao người trở lại đâu. Xe khởi động, hướng về phía bệnh viện, trước cửa Hoàng gia, vài chiếc ô tô chạy tới. Với vẻ mặt u ám trên khuôn mặt, Hoàng Giang Hồng bước vào một trong những chiếc xe với sự giúp đỡ của Hoàng Dương. Những người còn lại trong Hoàng gia cũng làm theo. Khi những chiếc xe đã rời đi, đám đông đang theo dõi ở lối vào của biệt thự Hoàng gia lúc này mới nhao nhao náo động. Chúa ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì thế kia? Tôi đã nhìn thấy người đó, đó là Sở Trần, anh ta rời khỏi Hoàng gia, hình như anh ta đang kéo theo Hoàng Ngọc Hằng. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Làm sao tôi có cảm giác rằng thành phố Thiền Thành sắp biến động? Bên trong xe, Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh. Tống Thu nghe điện thoại, lo lắng nói, cha gọi điện thoại nói Hoàng gia đã bắt đầu tấn công rồi, Tống gia không có cách nào ngăn cản. Tống Thu nhìn Sở Trần, hắn hy vọng Sở Trần như thế nào cũng có cách giải quyết tình huống này. Tuy nhiên, Tống Thu cũng biết rất rõ rằng Sở Trần không phải toàn năng, anh ấy có thể tự mình đánh bại Hoàng gia, đó là nhờ vào sức mạnh nắm đấm của anh XA. Hoàng gia đối các phương diện của Tống gia chèn ép, đây cũng không phải là dựa vào nắm đấm có thể hóa giải. Mặc kệ đi, ít nhất hôm nay, cứ đánh thống khoái đi. Tống Thu ả quyết tâm, Tống Nhan nhìn xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang Sở Trần. Sở Trần mỉm cười nhìn Tống Nhan đang lái xe, bà xã à, em có thấy hôm nay chồng em rất đẹp trai không? Tống Nhan,
không biết xấu hổ. Tống nhe như một tiếng, nếu anh có thể giúp Tống gia an toàn vượt qua giai đoạn này, thì đó mới là đẹp trai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ, hôm nay anh rể tại hoàng gia, quả thật quá soái. Tống Thu cảm thán, tên Hoàng Ngọc Hằng cường đại này, ở trước mặt anh rể, trông giống như đứa trẻ lên ba, anh rể thổi một hơi, Hoàng Ngọc Hằng liền quỳ trên mặt đất. Tống Nhan liếc mắt, sao ngươi không nói, anh rể ngươi thổi một hơi, ta còn có thể lên trời. Nghe vậy, Sở Chờ khẽ giật mình, một lúc lâu sau mới nhịn không được nói, bà xã à, cho dù Tiểu Thiêu cũng đã thành niên, em cũng không thể trước mặt em trai mình một lời không hợp liền lái xe nha. Tống Nhan sững sờ, một lúc sau, cô liền phanh gấp, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trần, lái xe cái em gái anh. Tống gia hôm nay có thể nói là đã chọc lên bầu trời thiền thành. Sở Trần anh vậy mà còn có tâm tư nói đùa, có tiếng kêu thảm thiết từ sau thùng xe. Cái phanh đột ngột của Tống Nhan khiến Hoàng Ngọc Hằng bị va mạnh một lần nữa. Tống Thu ngồi thẳng dậy, ho khan một tiếng, sự tình của cặp đôi này, Tống Thu đã áp dụng thái độ ít nói hơn và ít can thiệp hơn. Bà xã à, hãy điều khiển xe văn minh. Sở Trần cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Tống Nhan, lập tức thuyết phục, vừa rồi Tiểu Thu nói bậy, đừng trách cậu ấy. Tống Thu, hắn vậy mà trở thành vật hy sinh của hai người họ. Tống Nhan lái xe đến cửa bệnh viện thì dừng lại. Phía sau, xe của Hoàng gia đang theo sát. Sau khi Sở Trần xuống xe, đụng phải ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hoàng Giang Hồng, Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, đi tới thùng xe, không chút lưu tình lôi kéo Hoàng Ngọc Hằng ra khỏi đó. Hoàng gia nhìn theo mà vỡ òa trong đau đớn. Đây là bảo bối của Hoàng gia, thiên kiêu chi tử, trong tay Sở Trần giờ phút này thật sự nửa điểm tôn nghiêm cũng không có. Hoàng Giang Hồng không nói gì nữa, hắn chỉ có thể chờ đợi. Sở Trần cảm thấy đủ rồi sẽ buông tha Hoàng Ngọc Hằng. Sau đó, Hoàng gia trả thù có thể không kiêng kỵ gì nữa. Trước cổng bệnh viện, nhiều người không khỏi choáng váng trước cảnh tượng này. Hoàng Ngọc Hằng bị Sở Trần kéo đi vào thang máy. Trong thang máy, ngoại trừ Sở Trần, Tống Nhan, Tống Thu và Hoàng Ngọc Hằng đang ngã xuống đất sau khi Sở Trần buông ra thì không một ai dám đi vào. Hoàng gia cũng đi tới, nhìn chằm chằm thang máy đang dần đóng lại. Diệp Yên trong mắt tràn đầy hận ý, ông nội, đại sư huynh đã tới đây rồi, Sở Trần, sẽ không kiêu ngạo được bao lâu. Hoàng Giang Hồng gật đầu, về phương diện vũ lực, Hoàng gia, chỉ có thể dựa vào thực lực của Thanh Dương phái phía sau Hoàng Ngọc Hằng. Sau khi cửa thang máy mở ra, Sở Trần lôi Hoàng Ngọc Hằng đi ra ngoài. Trước mặt họ là các bác sĩ và y tá, sắc mặt của bọn họ biến sắc. Mọi người không cần bối rồi, chỉ cần xử lý một số việc cá nhân. Sở Trần nói xong liền mang theo Hoàng Ngọc Hằng đi tới trước phòng bệnh. Khi cánh cửa mở ra, Sở Trần dùng sức đẩy Hoàng Ngọc Hằng đi vào. Hoàng Ngọc Hằng không có cách nào đứng vững, nặng nề quỳ xuống trước giường. Trong phòng, Mạc Vô Ưu đột nhiên giật mình đứng lên. Ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Sở Trần, anh đã trở lại. Sáng sớm, Sở Trần đến Hoàng gia tìm Hoàng Ngọc Hằng tính sổ. Trong lòng Mạc Vô Ưu luôn lo lắng, chờ đợi tin tức của Sở Trần. Làm sao có thể không thực hiện những gì đã hứa với Tiểu Vô Ưu? Sở Trần chỉ vào Hoàng Ngọc Hằng đang nằm trên mặt đất, ta kêu hắn đi nhận tội với Mạc lão và xin lỗi. Lúc này, Hoàng Ngọc Hằng chật vật ngồi dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, người đang nằm mơ. Hoàng Ngọc Hằng trong lòng đã có hy vọng, chỉ cần hắn kiên trì một thời gian, đại sư huynh hắn sẽ tới. Mạc Vô Ưu nhìn sang và thấy Hoàng Ngọc Hằng, giật mình, Mạc Vô Ưu bước lên, giơ tay chụp lấy. Bốp, một cái tát trời giáng, giáng mạnh vào mặt Hoàng Ngọc Hằng. Hoàng Ngọc Hằng lại ngã xuống, những dấu ngón tay vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt hắn ta. Ông nội ta không cần một lời xin lỗi từ tên tiểu nhân vô liêm sỉ này. Mạc Vô Ưu cảm thấy một cái tát không đủ để trút bỏ hận thù, nhưng Hoàng Ngọc Hằng đã ngã xuống rồi. Sở Trần hiểu ý của Mạc Vô Ưu, Tiểu Thu, đỡ Ngọc Hằng thiếu ra lên, trước mặt nhiều người như vậy mà quỳ, thật quá mất mặt. Bên ngoài phòng bệnh, đám người Hoàng gia đã tới. Tống Thu đi tới và đỡ Hoàng Ngọc Hằng lên, Mạc Vô Ưu một lần nữa tát hắn ta xuống. Tống Thu từ lại giúp Hoàng Ngọc Hằng đứng dậy một lần nữa. Bốp, 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 mỗi cái tát sau đó lại mạnh hơn. Mạc Vô Ưu nằm mơ cũng nghĩ tới việc phải dạy cho Hoàng Ngọc Hằng một bài học, thay ông nội đòi lại công đạo. Người Hoàng gia đang ở trước phòng bệnh, nghe hết tiếng tát này đến tát khác, trong lòng vô cùng đau đớn. Hoàng Ngọc Trân cả người càng thêm run lên. Hắn mừng rỡ cả kinh, may mà lần này không phải hắn khiêu khích Sở Trần. Bằng không, cho dù sau này hắn có trả thù Sở Trần,
thì sự sỉ nhục hôm nay cũng không thể rửa sạch. Đây chắc chắn sẽ là cơn ác mộng của cả đời người. Sở Trần, thật sự điên rồ. Sắc mặt của Hoàng Ngọc Trân tái nhợt, quả thực là một kẻ mất trí. Nếu Hoàng Ngọc Trân được cho một cơ hội nữa, hắn thậm chí không dám đắc tội với Tống Thu. Nhưng mà có là bất cứ cũng không muốn liên quan đến một kẻ mất trí mạnh mẽ như vậy. Đại sư huynh, 10 phút nữa sẽ tới. Diệp Yên nắm chặt nắm đấm. Cô nóng lòng muốn nhìn trạng thái thê thảm của Sở Trần lúc bị đánh gục. Cô nhất định sẽ không chút lưu tình, bước lên, sẽ trả lại tất cả từng cái tát. Trả lại gấp 10 lần. Trong phòng bệnh, Sở Trần tìm được một cái ghế đẩu, vừa muốn định ngồi xuống, nhưng suy nghĩ kỹ xong liền đặt cái ghế đến bên cạnh Tống Nhan, bà xã, em ngồi đi. Sở Trần nhìn Hoàng Ngọc Hằng một lần nữa lại ngã xuống đất, tiểu vô ưu, được rồi, cả đời này hắn cũng sẽ phải ngồi xe lăn như Mạc Lão. Bây giờ, bắt hắn xin lỗi Mạc Lão trước đã. Sở Trần thấy Mạc Nhàn trên giường, đang có dấu hiệu tỉnh lại. Một người bước vào phòng bệnh, vẻ mặt của Mạc Vô Ưu trở nên lạnh lùng, Hoàng Giang Hồng, ông không được chào đón ở đây. Mạc Vô Ưu như nhớ ra điều gì đó, nhặt một tấm thẻ trên bàn lên, ném vào mặt Hoàng Ngọc Hằng, Hoàng thiếu gia quả nhiên đã dự đoán trước được điều này, vậy mà có thể dự kiến được việc tới bệnh viện để gặp ông nội ta. Hoàng Giang Hồng tràn đầy căm hận và tức giận đối với Sở Trần, tuy nhiên, khi nhìn thấy Mạc Nhàn trên giường bệnh, thân thể Hoàng Giang Hồng vẫn không tự chủ được mạnh mẽ rung động. Trên giường bệnh, hơi thở của Mạc Nhàn vô cùng yếu ớt. Trên mặt vẫn còn không ít vết máu được quấn trong băng gạc màu trắng mà không có cách nào để lau đi. Thậm chí, một bên bày biện dụng cụ, hiện ra hình tượng, nói cho Hoàng Giang Hồng một cái sự thật đanh thép, lão hữu nhiều năm của hắn, đã từng chịu giúp Hoàng gia qua vô số lần. Mạc Nhàn, giờ phút này, hơi thở sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Mà kẻ đầu tiêu chính là đứa cháu trai quý giá của ông. Nếu là kẻ khác, Hoàng Giang Hồng sẽ tức giận và trả thù cho Mạc Nhàn. Nhưng vào lúc này, Hoàng Giang Hồng thân thể run lên, môi cũng run lên. Một màn này chắc chắn không phải thứ mà ông ta muốn xem, cháu trai của ông ta cũng đã phải trả giá, Hoàng gia và Tống gia từ đây sẽ không chết không thôi. Một hồi lâu, Hoàng Giang Hồng cúi đầu thật sâu. Đối mặt với Mạc Nhàn, lão Nhàn, tôi xin lỗi, thay mặt cho Ngọc Hằng, tôi xin lỗi ông vì tất cả. Trên giường bệnh, mặt Mạc Nhàn chậm rãi mở ra, ông nhìn Hoàng Giang Hồng. Mạc Nhàn không nói gì, tay phải chậm rãi giơ lên, tay phải cũng có miệng vết thương. Tay Mạc Nhàn đột nhiên dùng sức, nắm lấy tấm ga trải giường màu trắng. Vết thương trên tay ông máu chảy ra làm loang lổ khăn trải giường. Ông nội, Mạc Vô Ưu thì thào chạy lên. Mạc Nhàn không biết lấy sức mạnh từ đâu, ông xé toạc tấm ga trải giường. Tấm ga trải giường màu máu từ từ được giơ lên, cùng lúc đó, giọng nói của Mạc Nhàn yếu ớt, Vô Ưu, giao cho Hoàng lão gia. Bắt đầu từ hôm nay, quan hệ giữa Mạc Nhàn và Hoàng Giang Hồng sẽ giống như thế này, không còn liên quan tới nhau. Tấm vải trắng nhuốm máu lạnh lẽo rơi vào tay Hoàng Giang Hồng. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Giang Hồng đảo lộn, hồi lâu cũng không bình tĩnh được. Cũng giống như vật này, không có còn liên quan tới nhau. Giọng của Mạc Nhàn rất nhỏ, nhưng lại như lôi đình đánh xuống, làm chấn động tâm hồn Hoàng Giang Hồng. Ông ta như đang cầm một món đồ ngàn cân trên tay, khiến Hoàng Giang Hồng gần như thở không ra hơi. Lùi lại hai bước, Hoàng Giang Hồng nhìn Mạc Nhàn và cúi đầu thật sâu, lão Nhàn, tôi xin lỗi ông một lần nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa lành vết thương cho ông. Mạc Vô Ưu sắc mặt lạnh lùng, Tống Thiêu lại lần nữa đem Hoàng Ngọc Hằng đứng dậy. Sở Trần bước lên, lão Mạc, hắn nửa đời sau cũng đồng dạng không đứng dậy nổi. Sở Trần vừa dứt lời, trên giường bệnh, tay Mạc Nhàn khẽ run lên. Hồi lâu, Mạc Nhàn nhắm mắt lại, đa ta cậu, Sở Trần, để bọn họ đều đi ra ngoài đi. Sở Trần khẽ giật mình, nhìn về phía Hoàng Ngọc Hằng, giọng nói lạnh lùng, người hẳn nên cảm thấy may mắn, Mạc lão còn quá nhân từ. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người ngoài phòng, mang hắn mau cút ra ngoài. Đám người Hoàng gia vội vàng đi vào, đỡ Hoàng Ngọc Hằng đứng dậy. Hoàng Ngọc Hằng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, cũng không nói gì. Giống như một con sói hoang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Trước tiên hãy chữa trị cho chân của Ngọc Hằng đi. Hoàng Giang Hồng dặn dò, sau đó liếc nhìn Sở Trần, lạnh lùng nói, Sở Trần, để ta xem một chút, Tống gia rốt cuộc có thực lực gì. Hoàng Giang Hồng bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Thu không khỏi nói, anh rể. Hai chân của Hoàng Ngọc Hằng còn chưa bị phế hoàn toàn sao? Sở Trần lắc đầu, vừa rồi chỉ là bị đánh gãy mà thôi, muốn trị tốt cũng không khó, chỉ là, Mạc lão nói muốn để hắn cút đi.
Tống Thu liếc nhìn Sở Trần nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy Sở Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hoàng Ngọc Hằng mới đúng. Rốt cuộc thì hôm nay Hoàng gia đã hoàn toàn bị sỉ nhục. Anh rể, thật cứ như vậy là tính xong sao? Tống Thu nhịn không được hỏi lại. Sức mạnh của Sở Trần là thứ duy nhất mà Tống gia có thể dùng để đối phó với Hoàng gia. Tiểu Thu, làm người phải lưu một đường lui, sau còn dễ gặp lại. Sở Trần vỗ vai Tống Thu, thấm thiền nói, Hoàng Ngọc Hằng là thiên kiêu chi tử của Hoàng gia, được vạn người cưng chiều, nếu để hắn cả đời ngồi xe lăn thì thật quá tàn nhẫn. Tống Thu, lời nói của anh rể hắn luôn khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Bên ngoài hành lang, đám người Hoàng gia đang chuẩn bị rời đi thì cửa thang máy mở ra. Vài người sải bước tới. Diệp Yên ngẩng đầu, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đại sư huynh. Diệp Yên bước nhanh đi tới. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn hơi cục mịch, để râu quai nón, thân hình cao lớn. Người đàn ông này chính là người đại sư huynh trong miệng Diệp Yên, Lạc Thư Hà. Lạc Thư Hà nhìn thấy Diệp Yên, hai mắt sáng ngời, cười đi tới, Yên Nhi, ta đã tới. Đại sư huynh, Hoàng Ngọc Hằng khó khăn ngẩng đầu lên. Bị Mạc Vô Ưu tát nhiều lần như vậy, mặt của Hoàng Ngọc Hằng đã sưng thành đầu heo. Lạc Thư Hà nhìn lên, khuôn mặt không khỏi biến sắc, sau đó tức giận nhìn chằm chằm, Ngọc Hằng sư đệ, là ai đã làm? Lại dám cản rỡ như thế, sỉ nhục đệ tử của Thanh Dương phái chúng ta. Kẻ đã sỉ nhục Thanh Dương phái chúng ta, hắn đang ở bên trong. Diệp Yên chỉ vào, nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng mở miệng. Lạc Thư Hà trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, trực tiếp bước tới. Ta đã nói rồi, Sở Trần chết chắc. Diệp Yên chế nhạo, nhanh chóng đi theo. Nhanh, dìu ta vào. Hoàng Ngọc Hằng không đợi được nữa, xúc động nói, còn cả Mạc Vô Ưu, con khốn kia, bản thiếu gia lần này nhất định phải tát chết ngươi. Đám người Hoàng gia lập tức tràn vào phòng bệnh của Mạc Nhàn. Nhìn thấy mấy người của Hoàng gia vừa rời đi lại quay trở lại, Tống Thu vô ý thức đứng lên, nhìn thấy Lạc Thư Hà đang đi tới trước mặt mình, sắc mặt của Tống Thu càng biến đổi. Tống Thu cảm nhận được một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ trên người này. Có việc thì đi ra ngoài nói, đừng quấy rầy Mạc lão nghỉ ngơi. Sở Trần đứng lên trước, đi tới cửa, dù sao nơi này tay chân bị gò bó, đúng không, đại sư huynh? Sở Trần nhìn Lạc Thư Hà. Lạc Thư Hà giật mình, lần đầu tiên nhìn thấy Sở Trần, sâu trong lòng Lạc Thư Hà mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, há nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi. Sở Trần đi tới trước mặt Hoàng Ngọc Hằng. Ta vốn định bỏ qua ngươi, đáng tiếc, cơ hội của mình, ngươi lại không trân quý, hai cái chân này ngươi, chú định đứng không dậy nổi nữa. Sở Trần ra khỏi phòng, vẻ mặt của Hoàng Ngọc Hằng ảm đạm, nhìn chằm chằm Sở Trần, ngươi cuồng không được bao lâu đâu. Tống Thu cùng những người khác vội vàng đi ra ngoài, Tống Thu liếc nhìn Sở Trần, cuối cùng thì cậu cũng hiểu, anh rể đã sớm ngờ tới đối phương sẽ hồi mã thương quay lại đánh, anh ấy căn bản không có ý định bỏ qua cho Hoàng Ngọc Hằng. Đường lớn rộng rãi, Sở Trần và Lạc Thư Hà nhìn nhau. Đại sư huynh, chính là hắn đã khi dễ Ngọc Hằng. Diệp Yên nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng tràn đầy chờ mong. Cô tự tin rằng với thực lực của đại sư huynh, có thể dễ dàng treo Sở Trần lên đánh. Trong mắt người Hoàng gia cũng lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay, Sở Trần đã làm cho Hoàng gia mặt mũi mất hết. Lạc Thư Hà khuôn mặt mỉm cười nhìn Sở Trần, nhẹ nói quỳ xuống. Đại sư huynh uy phong thật lớn. Sở Trần cũng cười tủm tỉm, phong thái so với năm đó cũng không hề giảm sút. Nghe vậy, Lạc Thư Hà đồng tử co rút lại, nghiêm túc nhìn Sở Trần, chúng ta đã gặp nhau. Tuy nhiên, Lạc Thư Hà nhất thời không nhớ ra được. Hoàng Ngọc Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, đừng tự tỏ ra vẻ bí ẩn. Sở Trần, hai chữ tựa như bom, lập tức nổ vang bên tai Lạc Thư Hà. Lạc Thư Hà trợn to hai mắt kiên định nhìn chằm chằm Sở Trần. Khuôn mặt này cùng khuôn mặt non nớt hơn 10 năm trước, chậm chậm hợp lại với nhau. Sao lại là ngươi? Lạc Thư Hà đột nhiên lùi lại phía sau mấy bước. Đây là một cơn ác mộng đã kéo dài trong tâm trí của Lạc Thư Hà. Hơn 10 năm trước, trên núi Thái Sơn, hắn gặp một đứa trẻ 10 tuổi, vốn định trêu chọc một phen, nhưng lại bị đứa nhỏ 10 tuổi đó trực tiếp đánh cho một trận. Lạc Thư Hà còn nhớ rõ sau khi bại trận, hắn xưng danh Thanh Dương phái ra, lúc đó đứa trẻ kia hai tay chắp sau lưng. Dẫm lên hắn ở dưới chân, nói, nhớ kỹ, ta tên là Sở Trần, ta đang tìm ngươi, có tìm người đến trả thù cũng đừng nhận lầm người. Khi Lạc Thư Hà trở lại Thanh Dương phái, nuốt không trôi cục tức này, liền báo chuyện này cho Sư Tôn. Vốn nghĩ Sư Tôn sẽ lổi trận lôi đình mà báo thù cho hắn.
Nhưng mà kết quả hắn chỉ đoán đúng phân nửa, sư tôn đúng là đã nổi trận lôi đình, sau đó lại đem hắn hung bạo đánh một trận. Năm đó, Lạc Thư Hà tròn một năm không thể ra khỏi giường. Lạc Thư Hà vĩnh viễn ghi nhớ về cơn ác mộng này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyến đi đến thiền thành lần này vậy mà khiến cơn ác mộng của hắn quay trở lại. Sở Trần, Lạc Thư Hà vô ý thức dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân toát ra, trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Tất cả mọi người trong hoàng gia đều nhìn Lạc Thư Hà, hoàn toàn mong đợi Lạc Thư Hà ra tay, nhưng không ngờ, Lạc Thư Hà khi nghe thấy cái tên Sở Trần, vậy mà lại sự hãi lùi lại. Cái tên Sở Trần lại đáng sợ như vậy sao? Hoàng Ngọc Trân nhìn tên đại sư huynh lùi về phía sau mấy bước, không khỏi sửng sốt. Đại sư huynh này cũng quá lởm đi. Hắn ta còn không có động thủ, mới chỉ nghe thấy cái tên Sở Trần mà lập tức lui lại. Danh tiếng lớn nhất của Sở Trần không phải là tên ở rể sao? Hoàng Ngọc Trân rất khó hiểu. Diệp Yên cũng sửng sốt, vô ý thức buột miệng nói, đại sư huynh. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng không khỏi trầm xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Đại sư, huynh của Ngọc Hằng. Từ việc trình độ của hắn được Ngọc Hằng cùng Diệp Yên hưng phấn đánh giá, Hoàng Giang Hồng vốn cũng là đầy chờ mong, vị đại sư huynh đến từ Thanh Dương phái này, có thể đánh bại Sở Trần. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi người sửng sốt. Lạc Thư Hà lấy lại tinh thần, nhìn Sở Trần một lúc, kiên trì, chắp tay về phía Sở Trần, thì ra là Sở huynh. Trong lòng của Diệp Yên và Hoàng Ngọc Hằng đồng thời chấn động, bọn họ nhìn Lạc Thư Hà với vẻ khó có thể tin. Bọn họ thật không ngờ rằng Sở Trần thật sự quen biết đại sư huynh. Sở Trần khẽ mỉm cười, đại sư huynh, mời. Trong lòng Tống Thu thắt lại, vị đại sư huynh này, thực lực của hắn có vẻ bất phàm. Mạc Vô Ưu đôi mắt cũng lo lắng nhìn Sở Trần. Thanh Dương phái, một đại phái cổ võ chính thống, môn hạ đồ đệ, cường giả như mây. Sư tôn phái chúng ta đến thành phố Thiền Thành, còn có việc quan trọng khác, đã đắc tội rồi, xin cáo từ. Lạc Thư Hà chắp tay quay người, ra hiệu hai người sư đệ đi cùng, cất bước liền đi. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự, mọi người đều sững sờ. Đại sư huynh, người mà cả nhà hoàng gia mong đợi, không ngờ lại không đánh mà lui. Đại sư huynh, giọng nói của Hoàng Ngọc Hằng có chút hoảng, hắn ta hét lên. Diệp Yên thậm chí còn trực tiếp đuổi theo anh ta. Hoàng Giang Hồng nhẹ nhàng liếc nhìn Sở Trần, chúng ta đi. Dừng bước, Sở Trần giọng nói lạnh lùng, hắn chậm rãi bước về phía trước. Thật nực cười, các ngươi cho rằng Sở Trần ta là kẻ nhẫn nhịn chịu đựng sao? Các ngươi cảm thấy có năng lực liền đến đối phó ta, hiện tại không có thực lực, liền nghênh ngang rời đi. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng trầm xuống nhìn chằm chằm Sở Trần, ngươi còn muốn như thế nào? Sở Trần bật cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Hằng, hắn bước tới. Ngươi, đừng tới đây! Hoàng Ngọc Hằng hét lên, cực kỳ bối rối, nhưng lúc này... Hai bảo vệ hoàng gia đang hỗ trợ Hoàng Ngọc Hằng lại càng thêm hoảng hốt, nhìn Sở Trần từng bước tiến tới. Sở Trần vươn tay trực tiếp nắm lấy Hoàng Ngọc Hằng, vẫn còn đang nằm trên đất. Trong lòng người hoàng gia chấn động dữ dội. Sở Trần, đừng có quá phận. Hoàng Dương nghiêm nghị, quá phận sao? Sở Trần nhẹ giọng nói, vừa rồi Mạc Lão có ý tốt, ta đã buông tha Hoàng Ngọc Hằng rồi, tiếc là các ngươi không trân trọng cơ hội này. Sở Trần cúi đầu nhìn Hoàng Ngọc Hằng. Trong lòng Hoàng Ngọc Hằng dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng, vẻ mặt run lên, giọng nói cũng run lên, người muốn làm gì? Sở Trờ mỉm cười tiến lên, ngồi xổm bên cạnh Hoàng Ngọc Hằng. Mạc Vô Ưu không chớp mắt chăm chú nhìn bàn tay Sở Trần. Một túi thơm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Trần. Mạc Vô Ưu ở hứa ngất dễ nhìn, nắm đấm Sở Trần mãnh liệt, hướng phía đầu gối Hoàng Ngọc Hằng liên tục đập ba quyền. Mạc Vô Ưu cảm nhận được khí tức của phù thuật kỳ môn. Trong lòng chấn động, cô nhìn Sở Trần. Hoàng Ngọc Hải phía sau nhìn thấy cảnh này, đồng tử cũng trợn to một chút. Hắn ta có thể đoán được Sở Trần đang sử dụng thủ đoạn kỳ môn đối với Hoàng Ngọc Hằng. Ba cú đấm này có thực sự khiến Hoàng Ngọc Hằng phải ngồi xe lăn cả đời. Lúc này, ở ngã rẽ, chỗ bậc cầu thang, đại sư huynh, cầu xin anh, hãy cứu Ngọc Hằng. Diệp Yên giọng nói như đang khóc. Nắm lấy cánh tay của Lạc Thư Hà, Sở Trần thủ đoạn độc ác, hắn nhất định sẽ không để cho Ngọc Hằng đi. Lạc Thư Hà nhìn Diệp Yên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, hắn khẽ thở dài, nói, Diệp Yên sư muội, muội đang mang thai, đừng quá kích động. Chuyện hôm nay, đại sư huynh thật sự không thể giúp được gì. Diệp Yên khó có thể tin, ngay cả đại sư huynh cũng không phải đối thủ của Sở Trần sao. Ta đã gặp hắn ta một lần và cũng đã đánh nhau.
nhưng lúc đó, ánh mắt Lạc Thư Hà lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc đó hắn mới chỉ khoảng 10 tuổi. Ca cái gì, trong lòng của Diệp Yên chấn động, không thể tin được những gì Lạc Thư Hà nói. Hồi lâu, Diệp Yên tỉnh táo lại, nhìn về phía Lạc Thư Hà, đại sư huynh, dựa theo chuyện như vậy, đã mười mấy năm trôi qua, hiện tại Sở Trần cũng chưa hẳn có thể chiến thắng đại sư huynh. Đại sư huynh đối với chuyện này ký ức khắc sâu như vậy, hôm nay nếu như có thể một lần đem Sở Trần đánh bại, đại sư huynh cũng là vượt qua một cái tâm ma. Ở bên kia hành lang, vang lên tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Ngọc Hằng. Diệp Yên sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt Lạc Thư Hà, đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của cô ấy. Diệp Yên ngẩng đầu nhìn Lạc Thư Hà, đại sư huynh, cầu xin huynh xuất thủ cửu Ngọc Hằng. Yên nhi, nhất định sẽ, báo đáp đại sư huynh thật tốt. Diệp Yên cắn môi đỏ mọng nhìn Lạc Thư Hà. Lạc Thư Hà dường như đột nhiên bị điện giật, đồng tử mờ to, thậm chí có cảm giác đột ngột nóng bừng bừng. Một lúc lâu sau, Lạc Thư Hà hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, được rồi, để vượt qua tâm ma và lấy lại danh dự của phái Thanh Dương, đại sư huynh hôm nay không thể đứng nhìn. Lạc Thư Hà xoay người di chuyển, hướng về hai người sư đệ kia đang chờ đợi, nói, đi thôi, để Sở Trần biết được thực lực của phái Thanh Dương. Đám người Lạc Thư Hà kia lại, Hoàng Ngọc Hằng lăn lộn trên mặt đất, thần sắc đau khổ, đang khóc lóc kêu thảm. Sở Trần, người đã làm gì Ngọc Hằng? Hoàng Giang Hồng tức giận gầm lên. Sau ba cú đấm của Sở Trần, Hoàng Ngọc Hằng liền thành cái dạng này. Cái này gọi là, ba quyền vỡ xương. Sở Trần nói, không phải ta đã sớm nói rồi sao ta sẽ ban thưởng cho Hoàng Ngọc Hằng ngồi xe lăn cả đời. Ba quyền vỡ xương, Mạc Vô Ưu Sở Trần nghi ngờ nhìn Sở Trần. Cô chắc chắn những lời Sở Trần vừa nói chỉ là một cách thuận miệng mà thôi, chân chính khiến Hoàng Ngọc Hằng đau đớn đến như vậy chính là do phù thuật kỳ môn của Sở Trần. Chỉ là, Mạc Vô Ưu không thể nghĩ ra được phù thuật mà Sở Trần đã sử dụng trên người Hoàng Ngọc Hằng là cái gì. Có túi thơm chen giấu, tay cầm nắm đấm, ba quyền như vậy liền có thể phù thuật tác dụng triệt để lên cơ thể Hoàng Ngọc Hằng. Mạc Vô Ưu không thể tưởng tượng được phù thuật kỳ môn của Sở Trần đã đạt đến loại trình độ nào. Cả đời này ngồi xe lăn, Diệp Yên vừa đi ra, nghe được lời nói của Sở Trần, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đại sư huynh, giết hắn, Yên Nhi chính là của huynh. Ánh mắt Diệp Yên vô cùng dữ tợn, giọng nói gắt gao đè thấp, tràn đầy hận ý, chỉ có Lạc Thư Hà mới có thể nghe thấy giọng nói của cô. Để trả thù, cô không tiếc cái giá nào nữa. Cô tin rằng với câu nói kia có thể mang lại động lực lớn cho đại sư huynh. Lạc Thư Hà toàn thân tràn đầy sức mạnh. Chiến ý dâng trào, hắn ta xông lên phía trước, đồng thời, lớn tiếng hét lên, Sở Trần, tôn nghiêm của đệ tử Thanh Dương phái, há lại để ngươi tùy ý chà đạp. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau tính toán rõ ràng đi. Lạc Thư Hà vung nắm đấm, như mặt trời rực lửa, lao về phía Sở Trần. Hoàng Ngọc Hằng cảm giác chân của mình như đang bị cưa bởi một cái cưa, có loại như là khoan vào tim đâm nhói, đau nhói cả linh hồn của hắn. Tuyệt vọng lăn trên mặt đất và la hét. Lúc này, nhìn thấy Lạc Thư Hà vừa đi lại quay lại, Hoàng Ngọc Hằng lập tức hưng phấn mà khàn khàn hét lên, đại sư huynh, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Lạc Thư Hà dùng hết khí lực, Hoàng Ngọc Hằng đặt tất cả hy vọng của mình vào Lạc Thư Hà. Đôi mắt Hoàng Ngọc Hằng mở to, chuyển sang đỏ như máu. Lạc Thư Hà ý thế hung hăng, khí tức hừng hực, cương dương đến cực điểm, nắm đấm hướng phía mặt Sở Trần nhắm tới. Anh rể đánh hắn, Tống Thu kích động hét lên. Máu trong người sôi trào. Tống Nhan lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, cô lo lắng nhìn Sở Trần. Cô không được chứng kiến cuộc thảm sát của Sở Trần ở biệt thự Hoàng gia, nhưng bây giờ sức mạnh chèn ép của Lạc Thư Hà khiến cô cảm thấy sợ hãi. Mạc Vô Ưu cũng nắm chặt tay, tùy thời muốn xông lên chi viện Sở Trần. Vẻ mặt Sở Trần bình tĩnh, sau nhiều năm như vậy, thực lực của đại sư huynh cũng không có tiến bộ bao nhiêu a. Sở Trần dễ dàng vượt qua đòn tấn công của Lạc Thư Hà. Tung nắm đấm phản công. Sắc mặt Lạc Thư Hà biến đổi, cảm nhận được áp lực do từ đòn tấn công của Sở Trần. Sau vài chiêu, Lạc Thư Hà bị chấn động lùi lại vài bước. Con người chấn động, Lạc Thư Hà quay đầu lại, dứt khoát nói, Từ Định Phú, Từ Định Sơn, các ngươi còn đứng thất thần làm gì? Hai đệ tử phái Thanh Dương đi cùng Lạc Thư Hà cũng là hai huynh đệ. Nghe vậy, cả hai anh em đồng loạt phản ứng. Đại sư huynh, đệ giúp huynh, Từ Định Phú hét lớn một tiếng. Liền chạy nhanh xông tới. Khí thế hùng hồn, Từ Định Sơn cũng theo sát phía sau. Không biết xấu hổ, lại muốn lấy nhiều đánh ít. Tống Thu ừ một tiếng khinh miệt. Tiểu Vô Ưu cũng khinh thường, đây chính là uy phong của đại phái chính thống.
ba đệ tử phái Thanh Dương vây công Sở Trần. Trong hành lang, Sở Trần chiến đấu một chọi ba với vẻ mặt bình tĩnh. Đối mặt với một đối thủ mà mình có thể đánh bại khi mới 10 tuổi, rất khó để Sở Trần dấy lên nỗi sợ hãi dù là nhỏ nhất. Đi bộ nhàn nhã, đối mặt với vòng vây của ba người. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng ảm đạm, ông ta xua tay, đi thôi. Hoàng Giang Hồng không muốn nhìn kết quả của trận chiến này. Nhân viên bảo vệ của Hoàng ra đỡ Hoàng Ngọc Hằng lên, nỗi đau của Hoàng Ngọc Hằng vẫn không giảm. Đổi bệnh viện cho Ngọc Hằng đi. Hoàng Giang Hồng nhìn trận chiến phía trước, quả quyết quay người. Ông ta kết luận rằng cho dù ba người bọn họ hợp lực, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Sở Trần. Tuy nhiên, Sở Trần không đơn độc. Lúc Hoàng Giang Hồng quay lại, một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua mắt ông ta. Ông ta cảm thấy tội lỗi về những gì đã xảy ra với người bạn cũ của mình, nhưng mối quan hệ giữa Hoàng gia và Sở Trần đã là không chết không thôi. Trước chữa thương chân cho Ngọc Hằng, Diệp Yên lo lắng, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nhà họ Tống nhất định phải diệt vong. Vừa lúc mọi người trong Hoàng gia đều rời đi, Từ Định Phú là người đầu tiên bị Sở Trần đá bay ra ngoài. Ảm, ngay sau đó, thân thể của Từ Định Sơn đã trực tiếp đụng phải Từ Định Phú đang chuẩn bị đứng dậy. Đánh đến xếp chồng người lên nhau, Lạc Thư Hà cũng không phải là ngoại lệ. Cút đi, Sở Trần đối với những người này thật sự không có hứng thú. Lạc Thư Hà cố gắng đứng dậy và nhìn lên, Diệp Yên sự muội và những người khác đã sớm rời đi, nét mặt của Lạc Thư Hà trở nên ảm đạm, ánh mắt kính sợ, nhìn Sở Trần một chút, cũng không quay đầu lại, quay người liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Đại sư huynh, đợi chút, hai anh em phía sau lăn lộn bò dậy. Từ xa trên lối đi có người đứng xem, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều giải tán. Cơn bão quét qua toàn bộ thành phố, đột nhiên cứ thế mà tạm tan. Nhiều người nhận ra nhóm người vừa rời đi là người của Hoàng gia, có cả người đứng đầu là Hoàng lão gia tử. Người trong phòng này rốt cuộc là nhân vật nào? Bọn họ lại dám trêu chọc cơ Hoàng gia. Hoàng gia lần này hình như không lấy được chỗ tốt, nghe nói giữa Tống gia và Hoàng gia xảy ra mâu thuẫn, cụ thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên trong phòng bệnh, khi Sở Trần và những người khác trở lại, Mạc Nhàn đã chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chăm sóc ông nội cô thật tốt, Sở Trần nói, Hoàng Ngọc Hằng đời này sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Vẻ mặt của Sở Trần vô cùng tự tin, Tiểu Vô Ưu gật đầu, Tống Thu nhíu mày, vô ý thức nói, hiện tại y học tiến bộ như vậy, Hoàng Ngọc Hằng muốn đứng lên, em sợ không phải là không có cơ hội. Sở Trần cười, ta đã nói hắn không thể, thì sẽ không có trường hợp đặc biệt. Tống Nhan nghe điện thoại, cao mày nói, cha vừa gọi điện thoại nói Hoàng gia đã có nhiều hành động khác nhau. Từ 10 giờ đến nay, chỉ trong mấy tiếng, Tống gia đã tổn thất nặng nề. Chỉ sợ không thiếu những kẻ lại bỏ đá xuống giếng. Tống Thu nói, Sở Trần, thực lực của Hoàng gia, nếu muốn chèn ép Tống gia, chỉ sợ, Mạc Vô Ưu nhìn Sở Trần vẻ mặt đầy lo lắng và áy náy. Sở Trần đã hoàn toàn đắc tội với Hoàng gia để đòi lại công bằng cho ông nội của cô. Khiến cả nhà họ Tống đối mặt với nguy cơ diệt vong. Vô Ưu, cô cứ chăm sóc tốt cho ông nội cô. Sở Trần quay sang Tống Nhan nói, bà xã à, về nhà trước đi. Sở Trần, về ông nội, tối hôm qua tôi cũng đã liên hệ với các trưởng lão của Tinh La Môn. Mạc Vô Ưu nói, ta tin tưởng các trưởng lão của Tinh La Môn sẽ sớm đến đây. Tinh La Môn không có ảnh hưởng lớn ở Thiền Thành, nhưng vẫn có thể góp một chút sức lực. Sở Trần đang định nói, đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, vài người bước vào. Mạc Vô Ưu, lời nói của ngươi không thể đại biểu cho Tinh La Môn. Nhóm người tiến vào, dẫn đầu là một người mặc áo bào xám, thân sắc sắc bén, nhìn chằm chằm Mạc Vô Ưu, nghiêm nghị nói, ngươi cũng đã biết, nếu câu nói này của ngươi truyền ra ngoài thì sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền phức. Mạc Vô Ưu ngẩng đầu, vẻ mặt câu nệ, vi sư thúc. Người đàn ông áo xám ngồi xuống, liếc mắt nhìn Mạc Nhàn đang nằm trên giường, khẽ thở dài. Mạc lão ngàn vạn lần không nên trêu chọc người của Thanh Dương phái, phải chịu nỗi đau da thịt như thế này. Vô Ưu, sư thúc tới là phụng lệnh của môn chủ, truyền lệnh cho ngươi, chờ Mạc lão thương thế khỏi đỡ hơn, lập tức rời khỏi Thiền Thành, nếu như Hoàng gia không giải tỏa được hận thù, nhất định phải xin lỗi Hoàng gia. Nghe đến đây, mặt Mạc Vô Ưu trắng nhợt, vì sư thúc, vì cái gì? Hừ, vì cái gì? Phía sau Hoàng gia, là Thanh Dương phái, một đại phái chính thống. Một người khác đứng bên cạnh người áo xám hừ lạnh, ông cháu hai ngươi là muốn Tinh La Môn vì các ngươi mà bị diệt ư. Mạc Vô Ưu nắm chặt nắm đấm. Hồi lâu, nghiến răng lắc đầu, Sở Trần vì lấy lại công đạo cho Gia Gia,
không tiếc mà đắc tội với hoàng gia, tôi không thể lúc này cứ vậy mà rời Thiền Thành, coi như gia gia tỉnh dậy, ông cũng sẽ không đáp ứng. Môn chủ cũng nói, các ngươi nếu như không đáp ứng, như vậy. Từ nay về sau, không còn là người của Tinh La Môn nữa. Người áo xám nói, Mạc Vô Ưu như bị giáng thiên lôi giữa trời xanh, đứng không vững. Tinh La Môn là gốc rễ của cô và ông nội cô. Vậy mà, chỉ vì một sự tình, Tinh La Môn đã không chút do dự khai trừ bọn họ khỏi Tinh La Môn. Không còn là người của Tinh La Môn. Giọng nói của người đàn ông mặc áo choàng xám liên tục vang lên bên tai Mạc Vô Ưu. Thân thể Mạc Vô Ưu run lên. Lúc này, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt ở trên vai cô, hắn không có tư cách. Giọng của Sở Trần vang lên. Mạc Vô Ưu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải ánh mắt của Sở Trần. Đôi mắt của Sở Trần sáng như sao, mang đến cho Mạc Vô Ưu một sự tự tin không thể giải thích được. Ngươi là kẻ nào? Người đàn ông mặc áo xám tên là Vi Quang Đào, bằng hữu của Vô Ưu. Sở Trần đáp, lúc này, Mạc Vô Ưu tỉnh táo lại, trong lòng một lần nữa lại bị mây đen bao phủ. Cô biết rất rõ thân phận của người đàn ông mặc áo choàng xám trước mặt này. Vi sư thúc là sư đệ của môn chủ, Mạc Vô Ưu à thấp giọng nói với Sở Trần. Nhìn thoáng qua Mạc Nhàn đang nằm trên giường bệnh, nội tâm Mạc Vô Ưu cảm thấy ủy khuất, con người đột nhiên bị óng ánh sương mờ bao phủ. Ông nội đã dành cả cuộc đời của mình chỉ để cống hiến cho Tinh La Môn, ông còn dùng thân để chiếm mệnh, để mang thuật bói toán của Tinh La Môn được truyền bá rộng rãi. Nhưng kết quả, cuối cùng lại bị trục xuất khỏi Tinh La Môn. Trong lòng Mạc Vô Ưu không có sự lựa chọn thứ hai, cô biết rất rõ rằng tất cả những gì Sở Trần làm là để đòi công đạo cho ông của cô. Nếu lúc này cô mang ông nội rời khỏi Thiền Thành, ông nội cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô sau khi ông tỉnh lại. Ông nội! Con thà bị đuổi khỏi Tinh La Môn còn hơn. Mạc Vô Ưu lau nước mắt và nhìn Vi Quang Đào với ánh mắt khẩn cầu. Vi sư thúc, tôi cùng ông nội sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để lưu lại được không? Tuyệt đối sẽ không liên lụy Tinh La Môn. Danh nghĩa cá nhân, Thanh Dương Phái sẽ không trách tội Tinh La Môn sao? Vi Quang Đào lạnh lùng nói, tiểu Vô Ưu, đừng nghĩ mọi việc quá ngây thơ như vậy. Nói trắng ra, Tinh La Môn chúng ta không thể trêu chọc nổi Thanh Dương Phái, rõ chưa? Mạc Vô Ưu cắn môi, ngu xuẩn mất khôn, Vi Quang Đào lắc đầu thở dài, Vô Ưu, ngươi là thiên tài hiếm có của kỳ môn, cũng là hy vọng của Tinh La Môn, nên đừng có ngu ngốc như thế. Một đệ tử Tinh La Môn bên cạnh hắn cũng chua chát nói, Vô Ưu sư muội, hướng đại phái chính thống nhận sai cũng không phải chuyện mất mặt gì. Làm người nhiều lúc phải co được duỗi được, ngươi là cái thá gì lại gọi một tiếng Vô Ưu sư muội? Sờ Trần ở một bên mở miệng nói. Đồng tử của Vi Quang Đào co rút lại. Nhìn chằm chằm Sở Trần, vị bằng hữu này, lỗ mãng xen vào chuyện người khác là rất không có lễ phép. Tên ngốc này gọi Vô Ưu sư muội, đó mới là không biết lễ nghĩa. Sở Trần hỏi Mạc Vô Ưu nói, Vô Ưu, việc đã đến nước này, cô cũng không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Lời vừa dứt, Mạc Vô Ưu ngơ ngẩn, cô ngây ngốc nhìn Sở Trần. Che giấu thân phận, Sở Trần hỏi Mạc Vô Ưu nói, Vô Ưu, việc đã đến nước này. Cô cũng không cần phải che giấu thân phận của mình nữa. Lời vừa dứt, Mạc Vô Ưu ngơ ngẩn, cô ngây ngốc nhìn Sở Trần. Che giấu thân phận, cô còn có thể che giấu thân phận gì? Sở Trần mỉm cười nhìn Vi Quang Đào, tôi muốn hỏi vị đạo huynh này, danh xưng của môn chủ Tinh La Môn. Vi Quang Đào không chút do dự, đương nhiên đó là sư huynh của ta, Ninh Nguyên Thủy, được xưng là Nguyên Thủy Đạo Tôn. Sở Trần mỉm cười, theo tôi được biết, môn chủ của Tinh La Môn là La Vân Đạo Tôn. Vừa dứt lời, con người của Vi Quang Đào co rút lại, lập tức nói, sau La Vân Đạo Tôn, môn chủ của Tinh La Môn chính là sư huynh của ta, Nguyên Thủy Đạo Tôn. Người đây là có ý gì? Ha ha ha, Sở Trần không khỏi cười lên, sau La Vân Đạo Tôn, Tinh La Môn, còn có môn chủ sao? Hắn chỉ có thể là người đại diện cho môn chủ thôi, cho dù Ninh Nguyên Thủy có ở đây, hắn cũng không dám tự xưng là môn chủ của Tinh La Môn. Bởi vì chỉ có Tinh Vân Lệnh mới có thể đại diện là tín vật của môn chủ Tinh La Môn, mới có thể đại biểu chân chính cho thân phận môn chủ Tinh La Môn. Đôi mắt Vi Quang Đào hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Sở Trần. Ngươi là ai? Người bình thường không thể nào biết được sự tồn tại của Tinh Vân Lệnh. Ngay cả một số hậu bối trẻ tuổi của Tinh La Môn cũng không biết, người sáng lập Tinh La Môn, La Vân Đạo Tôn, thực sự đã từng nói rằng chỉ có Tinh Vân Lệnh là tín vật duy nhất của môn chủ Tinh La Môn. Năm đó La Vân Đạo Tôn rời đi, hắn cũng không để lại Tinh Vân Lệnh. Người ta đồn rằng Tinh Vân Lệnh chứa đựng sự sở học cả đời của La Vân Đạo Tôn.
Người có được tinh vân lệnh không chỉ là thân phận của môn chủ Tinh La Môn, mà còn được truyền thừa y bát cả đời của La Vân Đạo Tôn. Đối mặt với ánh mắt của Vi Quang Đào, Sở Trần tỏ vẻ bình tĩnh, con rể Tống gia ở Thiền Thành, Sở Trần. Vi Quang Đào ớt nghi hoặc về thân phận của Sở Trần, vì sao hắn có thể hiểu rõ Tinh La Môn như thế? Cho dù Nguyên Thủy Sư Huynh chỉ là đại diện của môn chủ, huynh ấy vẫn có quyền thi hành quyền hạn của môn chủ, nhất là, nó liên quan đến an nguy của Tinh La Môn. Vi Quang Đào phớt lờ Sở Trần, ánh mắt một lần nữa lại rơi vào Mạc Vô Ưu, Tinh La Môn, đắc tội không nổi Thanh Dương Phái. Nếu La Vân Đạo Tôn biết đồ nhi đồ tôn của mình đều là những kẻ hèn nhát, lần yếu sợ mạnh, không biết sẽ thất vọng đến mức nào. Sở Trần lắc đầu, không sao, truyền nhân mà La Vân Đạo Tôn lựa chọn, cũng không phải loại như thế. Ngay khi lời nói của Sở Trần rơi xuống, ánh mắt của mọi người không khỏi nhao nhao tập trung tới. Truyền nhân được đích thơ La Vân Đạo Tôn lựa chọn, Tống Thu mắt sáng lên. Hắn biết Sở Trần và đám người này đang thảo luận về chuyện lĩnh hội cổ võ mà hắn không hiểu, lời nói của Sở Trần có phải là đang tiết lộ thân phận của anh ấy. Tinh La Môn chủ, Tống Thu cảm thấy hô hấp của mình đột nhiên gấp gáp, đôi mắt của cậu trở nên nóng bỏng. Thân phận của anh rể, vậy mà lại hiển hách như thế. Mạc Vô Ưu cần ngươi cũng chấn động, chẳng trách ông nội lại coi trọng Sở Trần như vậy, thật sự là vì thân phận của Sở Trần sao? Mạc Vô Ưu không khỏi có chút hưng phấn. Nếu vậy, cô và ông của cô sẽ không bị trục xuất khỏi Tinh La Môn nữa. Sở Trần nhìn Mạc Vô Ưu, đột nhiên chắp tay, Vô Ưu môn chủ, chuyện đã tới nước này, cô cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Vô Ưu môn chủ, Mạc Vô Ưu lập tức ngây ngốc, nhất thời dở khóc dở cười nhìn Sở Trần. Trò đùa ngày càng lớn, thậm chí tinh vân lệnh, Mạc Vô Ưu còn chưa bao giờ nghe nói về nó. Thằng danh con, nói bậy nói bạ, Vi Quang Đào có chút tức giận. Sở Trần Tống ra, tên đệ tử kia của Tinh La Môn cũng tức giận mắng mỏ, người dám mang Tinh La Môn ra làm trò đùa. Sở Trần vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Mạc Vô Ưu, mỉm cười nói, chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không cần che giấu thân phận của mình. Tuy rằng cô còn trẻ, nhưng hôm nay Tinh La Môn... chỉ sợ chỉ có cô mới có thể làm chủ, La Vân Đạo Tôn sẽ không chọn nhầm người, mau lấy tinh vân lệnh trong túi ra, công khai thân phận của mình đi. Ta, Mạc Vô Ưu khóc không ra nước mắt, đồng thời vô thức đưa tay lục vào túi. Lúc này, Mạc Vô Ưu bỗng sững sờ. Trong túi cô, vậy mà bỗng có thêm một đồ vật. Con người Mạc Vô Ưu trợn to mấy phần, trong tay truyền đến cơn lạnh buốt. Đây là, Mạc Vô Ưu vô thức lấy ra, rõ ràng là một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài màu xanh ngọc, trên đó khắc một tinh vân đồ án. Tinh La Môn, tinh vân lệnh, xoát xoát xoát, mọi con mắt đều tập trung vào tinh vân lệnh trong tay Mạc Vô Ưu. Cực kỳ chấn động, Vi Quang Đào sững sờ, nhìn chằm chằm. Tinh vân lệnh, kể từ khi La Vân Đạo Tôn rời đi, tinh vân lệnh đã không còn xuất hiện. Mạc Vô Ưu, quả thực là người được La Vân Đạo Tôn nhìn chúng. Vi Quang Đào và những người còn lại mất một lúc lâu nhưng vẫn chưa định thần lại. Dù sao, một màn này đã mang lại cho bọn họ sự xung kích về mặt thị giác và linh hồn, thực sự quá lớn. Sở Trần mỉm cười, nhẹ nhàng chắp tay, Sở Trần Tống ra, gặp qua Vô Ưu môn chủ. Vô Ưu môn chủ, giọng nói của Sở Trần quanh quẩn bên tai tất cả mọi người trong phòng bệnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người tiểu Vô Ưu. Một cô bé 16-17 tuổi, vốn sẽ gặp phải nguy cơ bị trục xuất khỏi Tinh La Môn, nhưng kết quả đùng một cái, cô bé đã trở thành môn chủ của Tinh La Môn. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, kể cả bản thân tiểu Vô Ưu. Cô đã cảm thấy choáng váng ngay giây phú cảm giác được sự mát lạnh mềm mại như ngọc truyền đến lòng bàn tay. Trên người mình tại sao lại có tinh vân lệnh, thứ có thể đại diện cho thân phận môn chủ của Tinh La Môn. Vô Ưu quay lại nhìn Sở Trần. Khả năng duy nhất chỉ có thể là đâu Sở Trần bỏ vào. Làm sao hắn có thể làm được một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Điều làm cho Vô Ưu cảm thấy không thể tin được hơn. Đó là tại sao Sở Trần lại có tinh vân lệnh trong tay. Mạc Vô Ưu chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc. Không thể nào, Vi Quang Đào đột nhiên phản ứng trở lại, đi lên mấy bước, hắn liền lấy tinh vân lệnh từ trong tay Mạc Vô Ưu, cẩn thận quan sát rồi xác định. Cuối cùng, trái tim Vi Quang Đào kịch liệt rung động, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên là, tinh vân lệnh, Vi Quang Đào ngẩng đầu lên và nhìn Mạc Vô Ưu, La Vân Đạo Tôn. Từ lúc nào lại đem tinh vân lệnh truyền cho Mạc Vô Ưu? Một lúc sau, Vi Quang Đào lập tức quỳ xuống, Vi Quang Đào, tham kiến môn chủ. Tinh vân lệnh, chí cao vô thượng, Vô Ưu giật mình, vô ý thức lùi lại mấy bước, Vi sư thúc,
không cần như thế này. Tham kiến môn chủ, lúc này, hai đệ tử Tinh La môn còn lại cũng quỳ xuống vái chào. Tống Nhân có chút kinh dị khi nhìn cảnh này. Cô hôm nay xác thực đã kiến thức một chút về giới cổ võ, chẳng hạn như Tinh La môn trước mặt cô. Cô bé Vô Ưu, chỉ với một tấm tinh vân lệnh, đã thay đổi cục diện. Vi Quang Đào, lúc trước còn cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người, vậy mà đột nhiên quỳ xuống. Vô Ưu, hiện tại cô đã là môn chủ của Tinh La môn. Sở Trần mỉm cười, không ai đủ tư cách trục xuất cô và Mạc lão ra khỏi Tinh La môn, ngược lại, cô hiện tại có quyền lực lớn nhất trong Tinh La môn. Vi Quang Đào khuôn mặt không khỏi biến sắc, Mạc Vô Ưu hít một hơi thật sâu, chậm rãi lấy lại tinh thần. Mặc kệ tinh vân lệnh từ đâu đến, cô hiểu rằng cô nhất định phải làm môn chủ Tinh La môn. Vi Thúc, Mạc Vô Ưu cất tinh vân lệnh, trầm giọng nói, thúc trở về nói cho môn chủ, Mạc Vô Ưu dừng một chút, sau đó thay đổi lời nói. Nói với Nguyên Thủy Sư Thúc rồi để ông ấy triệu tập toàn bộ lực lượng của Tinh La Môn, trợ giúp Thiền Thành Tống gia. Trong lòng Vi Quang Đào chấn động một hồi, vẫn là không nhịn được, môn chủ, phía sau Hoàng gia là Thanh Dương Phái, chúng ta mặc kệ là môn phái nào, Sở Trần là vì trợ giúp ta và ông nội nên mới đắc tội đối phương, thậm chí không tiếc tai họa dành cho Tống gia, chúng ta Tinh La Môn, nhất định phải dốc toàn lực để giúp đỡ Tống gia. Lúc này, thần sắc của Mạc Vô Ưu vô cùng kiên định. Vi Quang Đào do dự, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Vô Ưu, cô hãy chăm sóc ông nội cô thật tốt, chuyện của Tống gia, tôi sẽ xử lý. Sở Trần nói, Vô Ưu lấy ra tinh vân lệnh, có phải là, người mới là truyền nhân do La Vân Đạo Tôn lựa chọn. Vừa dứt lời, Tống Thu kinh ngạc nhìn Sở Trần. Lúc đầu, cậu cũng đoán như vậy. Sở Trần khẽ cười, tiểu Vô Ưu đừng suy nghĩ nhiều, khi nào ông nội tỉnh lại, cô hỏi ông ấy sẽ biết. Đám người Sở Trần rời khỏi phòng bệnh, chiếc xe phóng nhanh về phía Tống gia khiêu chiến Hoàng gia. Tin tức này, bắt đầu từ 10 giờ sáng, đã làm chấn động giới thương nhân của Thiền Thành. Trong lòng của vô số người đều chấn động, khó có thể tin, Tống gia tự sát bằng cách khiêu chiến. Thậm chí còn có tờ báo đăng tải, đem việc này trở thành nhật san tờ báo, chủ đề cũng đặc biệt rõ ràng. Giới kinh doanh ở Thiền Thành đều nhất trí nhận định, Tống gia đang tìm đường chết. Thậm chí trên con đường này, họ ngày càng đi xa hơn, đi sâu vào con đường mà không thể quay trở lại. Căn biệt thự của Tống gia, tình cảnh thật ảm đạm. Sở Trần bước vào, lập tức cảm nhận được ánh mắt ai oán của Tống Thiên Dương. Bên trong ai oán, mang theo tuyệt vọng, Hoàng gia tự mình ra tay, lấy dáng vẻ dễ như trở bàn tay, gần như trực tiếp quét sạch các sản nghiệp và dự án lớn của Tống gia. Tống Thiên Dương nói, mặc dù Hoàng gia cũng phải chịu một chút tổn thất, tuy nhiên, đối với Hoàng gia mà nói, căn bản không thấm vào đâu. Tống Trường Thanh cũng liếc nhìn Sở Trần. Mặc dù trong lòng không có hy vọng gì đối với canh bạc mà mình đã chọn, nhưng sâu trong tiềm thức, ông cảm thấy Sở Trần sẽ có chút động tác. Tuy nhiên, cho đến nay, ngoài trừ dùng vũ lực để trấn áp Hoàng gia, không có nửa điểm động tĩnh. Sở Trần, chúng ta nên làm gì? Tống Nhan lập tức hỏi. Giao cho tôi đi. Sở Trần đi tới sofa, ngồi xuống, bình tĩnh pha một ấm trà. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đảm bảo Tống gia không mất. Tống Thu nghi hoặc nhìn Sở Trần. Đối với thực lực về quyền cước, cậu không có nửa điểm nghi vấn với anh rể. Tuy nhiên, Tinh La Môn rõ ràng là kiêng kỵ Thanh Dương Phái. Cho dù hiện giờ Vô Ưu đã trưởng quản Tinh La Môn, nhưng mà cho dù có toàn lực giúp đỡ, e rằng cũng sẽ không thể xoay chuyển được cục diện. Sự dựa dẫm của anh rể, chẳng lẽ là nhà họ Hạ? Hạ thiếu gia có tin tức gì sao? Tống Thu không khỏi hỏi. Dương Thành, phòng khách lớn của Ả gia. Hạ Bắc đứng thẳng người, giọng điệu kiên định, Trấn Thanh nói, con tin tưởng vào phán đoán của mình, sau này Sở Trần nhất định sẽ trở thành đại nhân vật. Cha, nhà họ Hạ chúng ta liền ra tay giúp đỡ một lần, trợ giúp Tống gia vượt qua gian nan lần này, huống chi, nếu chúng ta trợ giúp Tống gia và trấn áp Hoàng gia, thì đối với việc chế dược của nhà họ Hạ tiến vào thị trường Thiền Thành sẽ có trợ giúp lớn. Tiểu Bắc, chú đi một chuyến tới Thiền Thành trở về. Đầu óc chú có phải không dùng được nữa rồi không? Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên sofa, mặc một bộ vest và đôi giày da, vô cùng hào hoa phong nhã, lãnh đạm nói, Sở Trần mà cậu nhắc tới chỉ là con rể của Tống gia ở Thiền Thành, tiền đồ có thể lớn thế nào? Cha đã thông qua điện thoại trả lời cho chú rõ ràng rồi, nhưng chú vậy mà vẫn không hết hy vọng, về nhà xin giúp đỡ. Người nói chính là người anh trai thứ hai của Ả Bắc, Hạ Cao Sách. Thành thật mà nói.
từ khi chú bước chân vào nhà mà lại tiếp tục nhắc tới việc giúp đỡ Sở Trần và Tống gia, cha chúng ta đã vô cùng thất vọng rồi. Hạ Cao Sách nói, Tiểu Bắc, từ nhỏ đến lớn, chú thật sự không làm việc gì có thể khiến người trong nhà hài lòng. Tình thế ở Thiền Thành, chú không thấy sao? Hạ Cao Sách lắc đầu nhẹ, trầm giọng nói, Hoàng gia tại Thiền Thành một nhà độc đại, Hạ gia coi như muốn nhúng tay vào, cũng phải trả một cái giá không nhỏ mới có thể kiềm chế lại Hoàng gia chút ít. Vậy mà chỉ vì Sở Trần, chỉ là Tống gia, lại có thể khiến Hạ gia phải trả một cái giá lớn sao? Tiểu Bắc, cậu thật là, từ nhỏ đến lớn, không giỏi toán học, liền một chút sổ sách đơn giản như vậy, chú cũng không tính toán cho tốt. Hạ Bắc đứng tại chỗ, thân thể khẽ run lên. Hồi lâu, Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không vì tính sổ sách, lần này, tôi chỉ đơn thuần muốn giúp bằng hữu của mình, muốn dùng một chút lực lượng gia đình, có thể chứ? Chỉ đơn thuần là giúp đỡ một người bằng hữu. Hạ Bắc nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt rơi vào người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt. Cha của hắn, gia chủ nhà họ Hạ, Hạ Vọng Giang. Dù người khác có nói gì đi nữa, quyền quyết định cuối cùng của nhà họ Hạ thuộc về Hạ Vọng Giang. Hạ Vọng Giang uống xong trà trong chén, đứng dậy liếc nhìn Hạ Bắc, con thật sự làm ta quá thất vọng. Hạ Bắc khẽ siết chặt tay, câu này có nghĩa là nhà họ Hạ sẽ không thể giúp được gì. Sau đó Hạ Vọng Giang nói, ta để con đi theo chú tư của con và chịu trách nhiệm việc mở ra thị trường dược phẩm ở Thiền Thành. Khi cân lựa chọn Tống gia ta đã rất thất vọng, nhưng bây giờ cân lại đang làm ra sự tình hoang đường như vậy. Hoàng gia không chỉ là đệ nhất gia tộc của Thiền Thành, Hoàng Ngọc Hằng, người bị Sở Trần phế bỏ, còn là vị hôn phu của Diệp Yên, con gái của Diệp Phi Tuyền, chuyện này đã trực tiếp liên quan đến Diệp gia, nếu con muốn Hạ gia cuốn vào, không phải sẽ đồng ý Diệp gia sao, mấy năm nay cạnh tranh giữa chúng ta và Diệp gia đã càng ngày càng lớn. Cha, đừng lo lắng, có con và anh cả sẽ chia sẻ lo lắng cùng cha. Hạ Cao Sách trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy tự tin, tương lai Hạ gia mười mấy năm nữa, nhất định có thể vượt qua Diệp gia. Nói xong, Hạ Cao Sách nhìn Hạ Bắc, lắc đầu thở dài, Tiểu Bắc, chú tự ngẫm lại bản thân đi, đừng để cho người ta nói, vị thiếu gia thử ba nhà họ Hạ chỉ là kẻ nhàn rỗi, không chịu làm ăn. Tiểu Bắc hít sâu một hơi, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Bên trong xe, Hạ Bắc có chút không cam lòng, vỗ mạnh tay lái một cái. Mình đã thề trước mặt Trần ca chắc nịch, Hạ gia ít nhiều sẽ mang đến trợ giúp. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không có hy vọng. Hạ Bắc thở dài một tiếng, chú Tư, cháu không có mặt mũi nào để gặp Trần ca, hay là chú đến Tống gia nói cho anh ấy biết tình hình. Ngữ khí của Hạ Bắc ngưng lại, nghiến răng nghiến lợi, được rồi, vẫn là để đích thân cháu đi. Hạ Ngôn Hoan ngồi bên ghế lái phụ, ta đã sớm nói trước rồi. Cháu về nhà sẽ bị đập vào mặt thôi, hiện tại nên tin tưởng đi. Cháu tin tưởng Trần ca sẽ không ngồi chờ chết. Hạ Bắc nói, nếu Hạ gia của chúng ta có thể toàn lực giúp đỡ và phối hợp cùng Trần ca phản công, tôi tin rằng đây là một trận chiến kỳ phùng địch thủ. Hạ Ngôn Hoan dưới mắt kính gọng vàng, đôi mắt thâm thúy, lóe qua một tia nhỏ không thể thấy tinh quang, tôi cũng thực sự không hiểu thấu Sở Trần. Bất quá, cha cậu không đồng ý sử dụng tài nguyên của Hạ gia, cho dù muốn giúp Sở Trần. Chúng ta cũng chỉ có thể làm tất cả những gì có thể. Xe từ từ lái vào Tống gia. Phòng khách Tống gia, đã thay mấy ấm trà, Sở Trần vẫn thản nhiên uống trà, tuy rằng đã trấn an Tống gia không ít lần, nhưng ánh mắt của mọi người Tống gia đều không giấu được vẻ lo lắng. Cơn bão dữ dội đã ập đến, còn bọn họ lại không thể nhìn thấy bất kỳ động tĩnh nào từ Sở Trần. Trong lúc uống trà, có hai lần Sở Trần trả lời điện thoại, nhưng mà nghe qua lời nói của Sở Trần, dường như không xảy ra biến động lớn nào. Bên ngoài, Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan bước vào. Hạ thiếu gia đến rồi. Tô Nguyệt hưng phấn, theo cô ấy, điều mà Sở Trần chờ đợi chính là tin tức từ nhà họ Hạ. Tống Thiên Dương trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Nếu nhà họ Hạ thực sự có thể giúp đỡ, Tống gia còn có chỗ để phân tranh trong trận chiến này. Mọi người đều nhìn Hạ Bắc đầy hy vọng. Hạ Bắc càng cảm thấy xấu hổ trong lòng, nhẹ thở dài nói, Trần ca, em không thuyết phục được người trong nhà. Vẻ mặt của mọi người Tống gia không giấu được vẻ thất vọng. Sở Trần cười nhẹ, rót một tách trà cho Hạ Bắc và Hạ Ngôn Hoan, Tiểu Bắc, Hạ tiên sinh, ngồi đi, trò hay sắp bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người đều tập trung vào Sở Trần. Tống Thu đột nhiên nín thở, cậu nóng lòng muốn xem anh rể mình phải giải quyết chuyện này thế nào. Sở Trần, để ta phân tích tình hình hiện tại của Tống gia một chút. Tống Thiên Dương cảm thấy hai tay nặng trĩu, trầm giọng nói, sản nghiệp của Tống gia quan trọng nhất chính là gạch men sứ,
Hoàng gia mấy hôm nay chèn ép Tống gia, chủ yếu dồn sự đàn áp vào gạch men xứ. Hơn 10 nhà máy sản xuất gạch men của Tống gia đã được lệnh đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau chỉ trong vài giờ. Nhiều đơn hàng trước đó đã nhận cũng lập tức xuất hiện nhiều vấn đề. Những vấn đề này dồn dập đè lên, đủ để đè sập Tống gia. Vẻ mặt Tống Thiên Dương nghiêm nghị, đây chỉ là bước đầu tiên của Hoàng gia. Ngoài xưởng gạch men ra, các phương diện khác cũng bị ảnh hưởng. Tống Nhan nói, lần này, Hoàng gia nhất định sẽ không cho Tống ra một đường sống sót nào. Vậy thì còn phải xem hưu chết về tay ai. Sở Trần đứng lên, mọi ánh mắt đều rơi vào Sở Trần. Sở Trần nhẹ nhàng phủi bụi trên người, thản nhiên bước vào phòng vệ sinh. Mọi người, trong bệnh viện, người nhà Hoàng gia đã đợi sẵn ở cửa phòng cấp cứu. Tất cả cao tầng của bệnh viện này cũng đều đã tới, ở bên cạnh lão nhân gia cũng không dám hít thở mấy hơi. Đứa cháu mà lão gia tử Hoàng gia yêu thích nhất đang cấp cứu ở bên trong, nếu có chuyện gì xảy ra, bọn họ đương nhiên sự rằng lão gia tử sẽ trách cứ bọn họ. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Sở Trần. Hoàng nhị gia Hoàng Vũ cũng đã vội vàng chạy tới bệnh viện, từ mệnh lệnh của lão gia tử, chính là hắn phụ trách việc Trần Á Phàng loạt sản nghiệp của Tống gia. Hoàng Vũ hai mắt tràn đầy tức giận. Toàn thân giận tới phát run. Sở chờ sống không được, Hoàng Dương nói, chú hai, đừng lo lắng, hôm nay Ngọc Hằng đã chịu nhiều ủy khuất, nhưng chân của thằng bé nhất định sẽ được chữa khỏi. Câu nói của Sở chờ đó là khiến Hoàng Ngọc Hằng cả đời phải ngồi xe lăn khiến mọi người cảm thấy ghê sợ. Dù sao, Sở Trần chỉ đơn giản là đấm vào chân Hoàng Ngọc Hằng vài lần. Cho dù Sở Trần có cường đại cỡ nào, cũng sẽ không thể nào khiến cho Hoàng Ngọc Hằng hai chân không thể chữa trị. Mọi người đều đang kiên nhẫn chờ đợi. Chú, Tống gia có thể sống được bao lâu nữa? Giọng nói của Diệp Yên lạnh như băng. Hoàng Vũ ánh mắt dữ tợn, trong vòng 3 ngày, Tống gia nhất định sẽ biến mất khỏi Thiền Thành. Được, Diệp Yên nói, con sẽ tìm biện pháp để đối phó Sở Trần, con muốn làm cho hắn đau khổ hơn Ngọc Hằng gấp 100.000 lần. Thân thể Diệp Yên tràn đầy sát khí. Chuyện hôm nay, cô nhất định phải báo cáo với Thanh Dương Phái, đường đường là cổ võ chính thống. Tuyệt không cho phép đệ tử nhà mình bị bàng môn tà đạo nhục nhã. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Mọi người trong Hoàng gia đều chấn động, vội vàng nhìn sang, Hoàng Giang Hồng bước lên ngay lập tức. Tình hình của Ngọc Hằng thế nào? Hoàng Giang Hồng lo lắng hỏi. Người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Câu nói đầu tiên của bác sĩ khiến nhiều người có mặt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên bác sĩ trầm giọng nói, tuy nhiên, tình trạng chân của người bị thương không rõ ràng. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp nhưng không cách nào nối được cái xương đã gãy. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đồng thời biến sắc. Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng trầm xuống. Nếu những mảnh xương gãy không được nối liền, đồng nghĩa với việc Hoàng Ngọc Hằng sẽ không bao giờ đứng dậy được. Giọng nói của Sở Trần đột nhiên nổ lên trong đầu mọi người. Làm sao có thể không nối được? Hoàng Vũ lo lắng, đi tới, vội vàng nói, bác sĩ, chỉ là gãy xương, tại sao không nối được? Đúng vậy. Sở Trần không dùng bất kỳ dụng cụ sắc nhọn nào để làm gãy chân Ngọc Hằng, tại sao lại không thể nối xương được? Hoàng Ngọc Trân chấn thanh nói, trình độ nối xương của ngoại khoa bệnh viện các ngươi lại thấp như vậy sao? Vừa nói xong, thần sắc bác sĩ trầm xuống, liếc nhìn Hoàng Ngọc Trân, nghĩ đến thân phận của đối phương, trong lòng chỉ có thể đè nén bất mãn nói, về phẫu thuật ghép xương, trong toàn bộ bệnh viện ở Thiền Thành, không đâu có thể so sánh được với chúng ta. Trong lòng của Hoàng Giang Hồng càng thêm trầm xuống. Ngồi xe lăn suốt đời, Sở chờ ngóng như âm hồn, cứ quanh quẩn trong đầu Hoàng Giang Hồng. Mặc kệ trả giá thế nào, cũng phải chữa khỏi cho Ngọc Hằng. Hoàng Giang Hồng hít một hơi thật sâu, cố gắng để tĩnh tâm lại. Lúc này, Hoàng Giang Hồng không khỏi có cảm giác bất an trong lòng. Ông sợ rằng Hoàng Ngọc Hằng sẽ cứ như thế này cả đời. Khuôn mặt của Diệp Yên tái mét, cô khẩn cầu bác sĩ, các người phải cố gắng hết sức để chữa khỏi cho Ngọc Hằng. Hết bao nhiêu tiền chúng ta cũng có thể bác sĩ lý, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Viện trưởng đi tới, cau mày, trầm giọng nói, anh gặp phải vấn đề nan giải gì. Tại sao không thể nối xương? Bác sĩ Lý cau mày, một lúc sau, trầm giọng nói, viện trưởng, trước giờ tôi chưa từng gặp phải chuyện gì lại quái gì thế này, nhìn thì như gãy xương đơn thuần, nhưng thử vô vàn phương pháp đều không có cách nào nối liền. Làm sao có thể, viện trưởng tự mình đi vào xem. Người Hoàng gia chờ đợi 10 mấy phút, viện trưởng từ bên trong bước ra, người nhà Hoàng gia trong lòng đầy kỳ vọng, viện trưởng liếc nhìn Hoàng Giang Hồng và cùng Hoàng Giang Hồng đi qua một bên. Lão gia tử, thiếu gia bị thương ở chân, viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc, do dự một chút, mới lên tiếng nói, có chút kỳ quái.
Con ngươi của Hoàng Giang Hồng co rút lại, trầm giọng nói, sao lại quỷ dị? Nếu đơn giản chỉ là gãy chân thì không đến nỗi khiến cả bệnh viện chúng tôi bó tay toàn tập như AF vậy. Viện trưởng nói tiếp, tổn thương của thiếu gia, thực sự là, có chút, tà môn. Quỷ dị, tà môn lâu Hoàng Giang Hồng trong lòng không khỏi chấn động. Ông và Mạc Nhàn đã là bạn tốt của nhau trong nhiều năm, cho nên hiểu rõ rất nhiều điều mà người bình thường không thể chạm tới. Mạc Nhàn đã từng dặn đi dặn lại ông tuyệt đối không được làm kẻ thù của Sở Trần. Điều này nói rõ Mạc Nhàn và Sở Trần là cùng một loại người. Hoàng Giang Hồng suy nghĩ một lúc, sau đó nói, viện trưởng, ngài sắp xếp cho Ngọc Hằng nhập viện trước, chú ý tình huống của nó. Hoàng Giang Hồng kỳ trở lại, ánh mắt rơi vào Diệp Yên, một lúc sau mới nói, chân của Ngọc Hằng, chỉ sợ phải nhờ vào cao nhân của Thanh Dương phái tương trợ. Diệp Yên gật đầu, cô cũng mơ hồ đoán được chân của Ngọc Hằng không có cách nào nối được, đây là thủ đoạn của kỳ môn. Bàng môn tà đạo, Diệp Yên nghiến răng, sư tôn nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Diệp Yên đi sang một bên, lấy điện thoại ra, phòng khách Tống gia, lúc Sở Trần từ phòng vệ sinh đi ra, không ngờ trong phòng khách lại có thêm mấy vị khách. Một ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Trần, không che giấu được ác ý. Triệu Sơn, hóa ra là bằng hữu Triệu gia đang ở đây. Sở Trần mỉm cười đi về phía trước, giống như không hề kinh ngạc. Triệu Sơn lấy việc nhục nhã Nam Quyền để làm điểm đột phá của mình, điều này mang ý nghĩa là Triệu gia không muốn khiêm tốn thấp điệu nữa, Triệu gia muốn tranh giành với Hoàng gia. Mặc dù kế hoạch của Triệu gia đã bị Sở Trần phá hủy, nhưng hiện tại, Tống gia đã tuyên chiến với Hoàng gia, cùng Hoàng gia không chết không thôi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Triệu gia có ý muốn liên thủ, cử Triệu Sơn tới, càng thể hiện thành ý của Triệu gia. Triệu gia nguyện ý cùng Tống gia bắt tay làm hòa. Sở Trần, Triệu Tín Nhiên nhìn Sở Trần mỉm cười, cậu là người đầu tiên ở Thiền Thành, đem toàn bộ Hoàng gia lẫn Hắc Diệu Đường dẫm đạp dưới chân, thực lực của cậu nhất định là đệ nhất Thiền Thành, gọi là Nam Quyền đệ nhất thiếu niên cũng không khoa trương. Sở Trần trầm tĩnh ngồi xuống, ta cũng cảm thấy như vậy. Triệu Sơn nhìn chằm chằm vào Sở Trần, hai tay nắm chặt. Người đàn ông này không có khiêm tốn chút nào. Triệu gia đã tỏ rõ thiện chí, chỉ cần Sở Trần thuận theo lời Triệu Tín Nhiên, cả hai cùng thổi nhau vài câu, hai bên có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thuận ý liên thủ. Nhưng Sở Trần lại cự tuyệt. Triệu Tín Nhiên nhìn Sở Trần, cười nhẹ, sau đó nói, bất quá, lần này, cậu xem như là muốn chọc thủng trời. Vẻ mặt của Sở Trần rất bình tĩnh, chọc thủng trời. Triệu Sơn chế nhạo, Sở Trần, ngươi còn muốn giả điên giả dại sao? Hiện tại toàn bộ giới doanh nghiệp Thiền Thành đều đang xem trò hay này. Đối mặt với sự trấn áp như sấm sét của Hoàng gia, e rằng Tống gia lúc này, thở không nổi đi. Ngữ khí của Triệu Sơn dừng lại, sau đó anh ta nói, lối thoát duy nhất cho Tống gia chính là dựa vào Triệu gia. Chỉ có Triệu gia mới có thể đối phó sự đàn áp của Hoàng gia. Con người của Tống Thiên Dương co rút lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.